Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần để cùng phân tích đánh giá lại tất cả kịch bản tình hình thị trường trong tuần vừa qua, tức là tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng đánh giá phân tích một số các cái mã cổ phiếu blue chip cũng như một số các cái nhóm ngành cơ bản, ví dụ như là banh, chứng khoán, P xây lắp và cao su, hoặc là một số các cái ngành như khu công nghiệp, thủy sản, vân vân. Thì như vậy là chúng ta đã kết thúc 3 tuần đầu tiên của tháng 6. Thì trong đó chúng ta có được một cái tuần đầu tiên, đấy gọi là cái tuần mà của tháng 6 là thị trường tiếp bước cái đà tăng của tháng 5, và sau đó thì có một tuần giảm và 2 tuần thì tích lũy đi ngang. Và tuần tới thì chúng ta chỉ có khoảng 2 ngày của tháng 6 nữa, và bắt đầu chúng ta sẽ chúng ta chỉ còn ngày 29 và ngày 30 của tháng 6, và chúng ta đã bắt đầu sang tháng 7. Thế thì trong cái bản điểm tin phân tích tình hình thị trường tuần từ ngày 22 đến ngày 26 thì Hùng Lê có định lượng về xu hướng của thị trường, đó là VN Index của chúng ta. Đây, bản tin video số 109. Thì VN Index của chúng ta có xu hướng hành trình về lại mốc 895 điểm đến vùng 900 điểm. VN30 thì sẽ đi lại ở vùng 700. Đây, VN30 hướng tới mốc 836 điểm đến 840 điểm. Thì trong cái bản tin phân tích tình hình thị trường của tuần thì chúng ta cũng đã có được những cái đánh giá về cái mức độ tích cực của cái tuần giao dịch từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6, đó là khi mà các cái chỉ số của thị trường đã gần như nằm ở được ở trong cái biên tích lũy, đó là VN Index ở 840 đến 860, VN30 ở vùng 785 đến vùng 800 điểm và VN30F1M ở vùng 788 điểm. Thì cái tuần trước, đây là cái điểm xanh là bản tin video số 108 và điểm đỏ là bản tin video số 109. Thì trong cái tuần trước khi mà VN Index đã giữ được thành công ở các cái điểm rất là tích cực về mặt chỉ số, đó là vùng 840 đến 860, đây là biên tích lũy sau khi mà VN Index rơi từ vùng 900 điểm mà đi về cái vùng biên này, và cái biên trung bình của VN Index được cũng nên đánh giá ở vùng 850 điểm. Đối với VN30, chúng ta sẽ nói đến VN30 trước. Đó, VN30 thì trong cái tuần trước đó thì cũng đã giữ được ở một cái biên, đó là vùng 785 đến vùng 800 điểm, và biên trung bình là ở 793 điểm. Còn đối với phái sinh thì bản thân về phái sinh nó là các cái đồ thị mà chúng ta phân tích, đó là đồ thị 5 phút. Chính vì vậy nên là trong phiên thì chúng ta cần có những cái dữ liệu để phân tích ở trong phiên. Nó cần dữ liệu phân tích ở trong phiên. Trong đó thì chúng ta có đánh giá ở cái mốc 788 điểm, nhưng mà trong tuần này thì mốc 788 điểm là trở thành một kháng cự. Và bản thân ví dụ như phái sinh, tại sao chúng ta lại nói đến cái câu chuyện ở trong phiên đó, thì ví dụ như là trong phiên ngày hôm nay, đúng không ạ, ngay từ đầu phiên thì phái sinh đã tạo một cái gap ATO ở đây đó, từ vùng 777 điểm, 776 điểm, và chạm lên vùng 788 điểm. Đây chính là cái điểm mà chúng ta đã có một cái điểm gọi là cái điểm hỗ trợ của phái sinh. Thì bản thân là khi tạo gap như này thì Hùng Lê đã có những cái phân tích là nó sẽ lấp lại gap ở đâu đó khoảng 782, 783. Và trong phiên chiều, tức là phiên bắt đầu vào phiên chiều, thì phái sinh tiếp tục đạp xuống, và như vậy thì phái sinh lại rơi về cái vùng hỗ trợ đây là 776 điểm. Thì cái câu chuyện về phái sinh thì chúng ta sẽ phân tích ở trong phiên. Thế thì quay lại cái câu chuyện về thị trường, tức là sau một cái tuần giao dịch khá là tốt, khá là ổn định, và đặc biệt là cây nến ở cuối tuần, thì chúng ta nhìn thấy rằng cái lực cầu đã quay trở lại. Và chính vì vậy nên Hùng Lê tiếp tục kỳ vọng là cái tuần vừa qua là cái tuần mà VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục gọi là hành trình để lấp lại cái vùng 895 điểm ở đây. Tuy nhiên trên thực tế thì VN Index chỉ đạt được cái mức cao nhất, đó là 872 điểm. Trong tuần thì cái mức mà VN Index đạt được cao nhất đó là 872 điểm, từ vùng 850 điểm đi lên, như vậy là đi được một nửa đường, đi được một nửa đường thì lại quay về cái vùng nền tích lũy.
Nhìn quanh cái tâm lý và tâm lý của nhà đầu tư trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê nhìn thấy là một số các anh chị là đang thứ nhất là cái tâm lý chán nản, thì cũng đúng thôi, bởi vì là 2 tuần vừa qua thì VN Index của chúng ta gần như không tăng, đi ngang, tích lũy đi ngang rất là khó chịu. Và một số các anh chị thì có vẻ là không không vui lắm, thì cái câu chuyện mà khi chúng ta đã bước vào thị trường chứng khoán thì khi có một cái sóng lên, đúng không ạ? Chúng ta đã phân tích được một cái sóng lên từ vùng 650 điểm lên vùng 900 điểm thì thị trường cũng sẽ có những thời điểm sẽ có sóng xuống. Các anh chị có thể nhìn lại lịch sử ở đây, đúng không ạ? Tức là sóng của thị trường thì luôn vận động theo những cái hình sin đó. Và ví dụ như trong một cái sóng xuống ở đây là từ 1.000 điểm mà thậm chí thị trường còn xuống đến 650 điểm, tức là mất một cái điểm số rất là nhiều. Đó, mất một cái điểm số rất là nhiều. Vậy thì khi chúng ta vào thị trường thì chúng ta phải đón nhận những cái sóng như này. Đó, chúng ta phải đón nhận những cái sóng như này. Và vấn đề là chúng ta thoát được ra khỏi cái sóng giảm này dài hay không, thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải làm. Còn đối với thời điểm hiện tại, đối với VN Index thì Hùng Lê chưa nhận thấy một cái sự nguy hiểm nào về mặt đường dài. Đó, tức là khi các anh chị nhớ cái mốc đây này. Chúng ta phân tích là khi VN Index mất cái mốc 860 ở bên này, đó là cái lúc mà thị trường sẽ rơi rất mạnh. Vậy thì bây giờ để nói về thị trường chung, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ quan sát các chỉ số của VN Index, VN30 và VN30 F1M để chúng ta có định lượng. Còn cái câu chuyện là sóng xuống của thị trường thì chúng ta có sóng lên thì ắt hẳn sẽ có sóng xuống, và ở trong cái dịp mà gọi là trong cái tháng 5 thì chúng ta đã rất thành công trong cái việc phân tích một sóng lên, thì sau một sóng lên thì khả năng sẽ có một sóng xuống hay không. Đấy, thì đây đây cũng là một cái sóng lên để chạm vào vùng 1.100 bao nhiêu điểm ở đây, 140 điểm đây, 1.040 điểm đây, và sau đó thì xuất hiện một cái sóng xuống và sau đó là một cái sóng lên. Thì đối với VN Index thời điểm hiện tại, cái điểm tích cực nhất chúng ta có thể nhận diện đó là gì? Bắt đầu vào tháng 6 thì cái dòng tiền cuộn vào thị trường rất là lớn, và sau đó thì VN Index đã có một cái nhịp chỉnh giảm này, và sau nhịp chỉnh giảm đó thì VN Index đã ngừng rơi. Đó là cái câu chuyện tích cực nhất của thị trường, và cái điểm ngừng rơi nó nằm ở vùng 850 điểm, 850 điểm, và trong một cái biên tích lũy trung bình như vậy. Và đến thời điểm hiện tại, phiên kết tuần, VN Index của chúng ta vẫn đang ở trong một cái ngưỡng, đó gọi là tạm gọi là cái ngưỡng tích lũy. Đó, tạm gọi là một ngưỡng tích lũy, nó chưa phá hỗ trợ. Ví dụ như trường hợp như ví dụ sang tuần mà VN Index của chúng ta bị cắm đầu xuống qua khỏi cái ngưỡng 840 thì như vậy là cái khả năng mà cái sóng đi của thị trường nó không còn nữa. Nhưng ngược lại là VN Index của chúng ta vẫn tiếp tục tích lũy đi ngang và có một cái điểm vượt thoát lên ở trên cái biên trên ở biên 860 thì cái cơ hội đi tiếp của thị trường của chúng ta là còn. Đó. Vậy thì phân tích kỹ thuật là chúng ta dựa vào những cái gọi là lịch sử trong quá khứ để chúng ta định lượng một cái con đường trong tương lai. Chính vì vậy nên là nó khó chứ không phải là nó dễ, còn nó dễ thì nó lại không thành thị trường, và nó dễ thì ai cũng bán hoặc ai cũng mua, vậy thì thời điểm đó thì chúng ta sẽ chỉ có cung cầu một chiều đó. Và quan trọng hơn đó là cái tâm lý của các anh chị, chúng ta đã bước chân, tức là Hùng muốn nói đã bước chân vào thị trường chứng khoán sẽ có sóng tăng và sóng giảm, sẽ có sóng tăng và sóng giảm, và chúng ta đừng có suy nghĩ tiêu cực, chúng ta đừng có tiêu cực quá. Đó, đôi lúc là vui, chúng ta đầu tư có lãi thì chúng ta rôm gian và chúng ta gọi là đi rất là vui, đó, vào một trạng thái cảm xúc tâm lý rất là hưng phấn. Nhưng khi ở thị trường có những diễn biến xấu thì chúng ta lại tiêu cực, chúng ta lại buồn rầu, rồi chúng ta lại làm rất là nhiều cái việc đó. Vậy thì chúng ta cần phải có một cái tâm lý ổn định khi chúng ta tham gia thị trường chứng khoán. Đó là cái điều Hùng Lê muốn truyền đến cho tất cả những cái chiến binh trên từng con sóng của chúng ta. Ok, thì đầu đầu phiên thì Hùng sẽ nói sơ bộ một tí về thị trường như vậy. Tức là thị trường của chúng ta vẫn đang nằm trong cái biên tích lũy và chúng ta không quá bi quan. Đó, chúng ta không quá bi quan về thị trường. Còn khi thị trường có những cái dấu hiệu mà gọi là không còn sóng nữa thì lúc đó bắt buộc chúng ta phải hành động, và chúng ta nếu tài khoản chúng ta đang lỗ thì chúng ta cũng phải cắt để chúng ta giữ giữ lại cái tiền đã. Xong đó thì chúng ta sẽ chờ khi thị trường ổn định trở lại, tích lũy trở lại và có những cái dấu hiệu trở lại để chúng ta sẽ tham gia đầu tư. Đó, chứ chúng ta cũng không cứng nhắc là khi thị trường mà chúng ta bị sập, đó, bị đổ mà chúng ta cứ cầm nắm cổ phiếu thì như vậy là cái mức lỗ của chúng ta ngày càng sâu hơn.
Ok, ta sẽ đi vào mã cổ phiếu đầu tiên, VIX. Bản thân VIX ở trong thời điểm hiện tại, Hùng Lê đã có phân tích rồi. Chúng ta không có nhiều cơ hội ở đây. Đó là vùng kháng cự đâu đó khoảng vùng 100 và vùng hỗ trợ của VIX. Đây, vùng 90 đến vùng 92 trong tuần trước thì VIX đã cắm phiên đúng rồi, cái phiên thứ 6 thì VIX đã cắm trần chạm lên gần vùng 98 và sau đó thì tuần vừa qua thì VIX lại có những cái điểm chỉnh giảm lại về mặt kỹ thuật, đó là lại rơi về cái vùng hỗ trợ. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái thời điểm hiện tại VIX gần như không có thanh khoản, những giao dịch nó chỉ khoảng tầm 220.000 cổ phiếu, đúng rồi, 220.000 cổ phiếu. Thì như vậy là một cái tâm lý chung của toàn thị trường, đó là tâm lý rất là chán nản, bi quan đó. VHM, Vinhome. Bản thân Vinhome trong thời điểm hiện tại vùng kháng cự 80 và vùng hỗ trợ của Vinhome ở đây là 74.5. Thì thường khi chạm hỗ trợ thì cổ phiếu lại có những cái xu hướng bật lên. Đây, ở đây chúng ta cũng thấy ở bên này một nhịp bên này từ đây cũng bật lên, rồi sau đó thì ở đây cũng bật lên, và trong tuần thì Vinhome chạm được cao nhất ở khoảng vùng 78.7 và sau đó thì Vinhome lại quay trở lại về nền. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại, dòng tiền tiếp tục cạn kiệt, dòng tiền tín hiệu dòng tiền đi ngang và tín hiệu MACD thì đang có những xu hiệu cắm đầu đi xuống như vậy, thì cơ bản vẫn là xu hướng đi ngang tích lũy. VRE, một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là bây giờ VRE có vượt được không, thì quan điểm là vượt được hay không thì chúng ta cần phải chờ những cái tín hiệu kỹ thuật đó. Ví dụ trong cái nhịp mà khi chúng ta nhận diện thấy ở đây thì chúng ta đánh VRE ở T cộng 3, ở T cộng, và VRE với tín hiệu hiện tại thì VRE chưa thoát được khỏi cái kênh xu thế. Và trong một cái nhịp đánh lên gần đây thì như vậy là chạm kênh trên, thì chúng ta nếu như chúng ta học về phân tích kỹ thuật rồi thì chúng ta cũng có thể, đây gọi là cái kênh xu thế của VRE đó. Kênh xu thế của VRE thì thường khi chạm kênh xu thế thì cổ phiếu sẽ có những cái xu hướng là chỉnh giảm kỹ thuật và chỉnh giảm về nền. Với tín hiệu hiện tại thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đó là tín hiệu MACD khá là xấu, nên là cái việc mà VRE có xu hướng quay trở về tích lũy nền 25 đó, quay trở về tích lũy nền 25 là còn, chúng ta chưa có những cái điểm mua đẹp của VRE. Sapeco và Vinamilk, SAB. SAB trong cái thời điểm hiện tại chủ yếu là giữ nhịp và tạo lập cho thị trường mà thôi, còn những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây thì gần như cũng không có nhiều. Biên hỗ trợ đây là 165 và biên kháng cự, thì kỳ vọng sang tuần có thể SAB sẽ kéo quay trở lại một cái kênh xu thế tăng giá để ổn định cho thị trường thôi. Vinamilk về mặt lý thuyết đó là chúng ta đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở vùng giá 120. Sau khi hoàn thành vùng giá 120 thì Vinamilk đã có những cái phiên gọi là phiên tạo đà hứng phấn kéo lên, và sau đó thì đã rũ sạch sẽ, và chúng ta tìm lại một cái điểm hỗ trợ của Vinamilk ở vùng 114. Từ vùng 114 này thì có thể đánh chạm kênh trên, đó là được ở đâu đó khoảng, chúng ta cứ cho khoảng về vùng 120 đi. Thì trong tuần thì Vinamilk có một phiên này là chạm lên được gần vùng 118.4, tuy nhiên với một cái lực cầu đang khá là thấp. Đây là cái tâm lý chung của toàn thị trường, không buồn mua cũng không buồn bán, thanh khoản đang rơi rất là thấp và tín hiệu MACD thì cũng đang có những cái tín hiệu hồi phục nhất định, tín hiệu dòng tiền đang có xu hướng đánh lên. Thì với Vinamilk trong thời điểm hiện tại thì những cái điểm mua thì theo Hồng Lê là chúng ta sẽ quan sát để chờ khi thị trường có những cái tín hiệu ổn định trở lại. Còn Vinamilk sẽ có xu hướng test lại nền, đó là cái vùng ở đây, vùng 114, vùng 114 đến vùng 115 trước khi mà thoát kênh. Cái câu chuyện có thoát được kênh hay không thì chúng ta phải có những cái phiên giao dịch của Vinamilk đây, có những cái tín hiệu để chúng ta xác nhận, tức là có những cái phiên giao dịch rất là mạnh và Vinamilk phải có những cái cây nến ngồi xanh rất là mạnh như này để thoát được kênh, thì khi đó chúng ta mới nhận diện được những cái tín hiệu kỹ thuật. Còn hiện tại bây giờ là chủ yếu là tích lũy đi ngang. Chúng ta phân tích họ hàng không, ok, VDC, chúng ta sẽ nói đến VDC đầu tiên. Thì theo kế hoạch là ngành hàng không sẽ có thể bay quốc tế trở lại sau mùng 1 tháng 7. Tuy nhiên là cái kế hoạch này thì khả năng cao là bị phá vỡ. Chính vì cái việc bị phá vỡ cái chuyến chuyến các cái chuyến bay quốc tế, vì vậy nên là ngành hàng không sẽ tiếp tục có những cái tác động xấu ở trong quý 3. Trong quý 3 và trong quý 4, và như vậy là chỉ khai thác được cái mảng hàng không các cái chuyến bay nội địa thôi. Như vậy là sẽ rất là áp lực, bởi vì là một cái ngành gọi là ngành mũi nhọn kinh tế và
chỉ có khai thác được ở trong trong nước thì như vậy là nó sẽ không khai thác hết được cái công suất về máy bay, về nhân lực và về con người. Bản thân VTC từ 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 rất là lâu rồi, từ đâu đó từ những cái bản tin trước đây thì chúng ta đã đưa ra được một cái vùng kháng cự 120, và gần như thì gần chạm đến cái vùng kháng cự thì cổ phiếu lại bị đạp về, và đến đây thì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ 107, và chúng ta cũng nhìn thấy đây những cái phiên mà cả một tuần VTC chỉ giao dịch được có 240.000 cổ phiếu trên một phiên, như vậy cho thấy rằng là cái dòng tiền là cực kỳ là cạn kiệt đó, dòng tiền cực kỳ cạn kiệt. Và với tín hiệu MACD dòng tiền như này thì vẫn là một xu thế đi ngang của VTC, và kháng cự của VTC ngắn hạn ở vùng 112. HVN, bản thân HVN phiên kết tuần như thế này là xấu, bởi vì HVN chúng ta có một cái nền tích lũy ở vùng 26.6, 26.6 ở đây, và duy nhất được một tuần đó là HVN lên được đến vùng 30 và sau đó thì lại trả lại về vùng nền tích lũy, trả lại về vùng nền tích lũy 26.5 đến vùng 28. Tín hiệu giá của HVN ở trong phiên kết tuần như thế này thì xấu, nhưng mà tín hiệu về vol thì nó lại 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 không xấu, nó lại không xấu bởi vì cái lực bán nó cũng tương đối là nhẹ nhàng. Thì chúng ta sẽ chờ phiên ngày thứ hai, nếu như mà HVN lấy lại được cái vùng trên cái vùng 26.5, 26.5 thì như vậy là cái cơ hội để HVN tích lũy ở trong cái biên hẹp này còn. Nếu ngược lại HVN bị đẩy bán khoảng tầm độ 2 triệu đến 3 triệu cổ phiếu và giá cổ phiếu tiếp tục bị đạp xuống, giá cổ phiếu các anh chị lưu ý, nếu như giá cổ phiếu tiếp tục bị đạp xuống thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán để chúng ta cắt cắt lỗ. Đó, bởi vì như vậy là xu thế xấu, tức là cổ phiếu bị gãy chen. Như thế này được gọi là cổ phiếu bị gãy chen, và ngành hàng không thì có những cái tác động là không thực sự tích cực khi mà các cái chuyến bay quốc tế bị khả năng là bị hủy sau mùng 1 tháng 7. Do dịch Covid vẫn đang diễn biến khá là phức tạp. Đối với ACV ở trong nhịp này thì chúng ta phân tích ở vùng 70 và tiếp tục dò tìm một cái vùng hỗ trợ ở đây, chính là cái vùng kháng cự trước đây mà cổ phiếu tạo ra, đó là vùng 61.5. Kỳ vọng ở vùng này tích lũy thành công và lực cầu quay trở lại thì cổ phiếu sẽ tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như này, ACV ở kết tuần cũng bị rơi ra khỏi mốc 61.5 với lượng bán tương đối, tín hiệu MACD. Đây chúng ta nhìn thấy tín hiệu MACD cũng đang là xấu. Và với tín hiệu như thế này thì khả năng là sang tuần thì ACV sẽ có xu hướng tích lũy lại cái nền thấp hơn ở dưới này, đó là nền 57. 57. 57. NCT. Đối với NCT khai thác cảng hàng không, thì trong trong cái tín hiệu mà phân tích kỹ thuật gần đây thì Hùng Lê có đề cập đến cái cổ phiếu này ở khoảng hai bản tin gần gần đây nhất, đó là bản tin ở số 108 và 109. Và chúng ta tìm được cái nền hỗ trợ của NTC ở đây ở đâu đó khoảng vùng giá 61.5. Với xu hướng hiện tại dòng tiền như thế này thì xu hướng sẽ đánh chạm lại vùng 65, và từ vùng 65 này tích lũy thành công thì có thể đi về vùng 70. Như vậy là nếu như chúng ta tính từ vùng 61, chúng ta cho từ 61 tức là 10, 10 trên 60. Như vậy là đi được khoảng một cái target khoảng tầm độ 15, 15%. Với trong cái thời điểm thị trường hiện tại đang đi ngang thì chúng ta sẽ cái mức kỳ vọng chúng ta chỉ đạt ở khoảng từ 8 đến 15%, 8 đến 15%, tức là trên 8% là chúng ta đã rất là happy rồi, bởi vì là thị trường đang rất là xấu, đi ngang và cổ phiếu gần như là mất hết thanh khoản. BVH và Mansan, BVH chúng ta sẽ xem BVH. Đó, BVH thì trong tuần vừa rồi cũng không, gần như là không có cái hoạt động mua bán luôn, chỉ đạt được 272.000 cổ phiếu. Vùng hỗ trợ của BVH ở vùng 47.5 và xu hướng hiện tại của BVH thì vẫn đang đi ngang ở vùng 47.5. Kháng cự đây, vùng hỗ trợ trước đây thì bây giờ trở thành vùng kháng cự. Đây, vùng hỗ trợ của điểm này thì bây giờ sẽ trở thành vùng kháng cự, và như vậy là trong tuần thì BVH đã chạm về vùng 50 và sau đó thì không vượt được cái kháng cự này.
và lại quay lại tích lũy nền. Với xu hướng hiện tại của BVH, dòng tiền tiếp tục đi ngang và xu hướng vẫn là cổ phiếu thiên về kịch bản là tích lũy, chưa có nhiều động lực để đi tiếp. MSN Mansan. Ok, Mansan. Ở Mansan thì Hùng Lê có chia sẻ câu chuyện là sau những cái phiên rơi gãy rất là mạnh, sau những cái phiên rơi gãy rất là mạnh này thì Mansan sẽ cần thêm thời gian để tích lũy, và đến thời điểm hiện tại thì Mansan đã có 2 tuần tích lũy ở trên cái biên 55 đến vùng 56, và trong tuần thì có một cái điểm đánh được cao nhất đó là lên đến vùng 59.5, tức là gần chạm với vùng 60. Thì bản thân là với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng như vậy, hoàn toàn tương tự, đó là Mansan sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang. Và cái kháng cự trước mắt của Mansan đó ở khoảng vùng 60 đến khoảng vùng 61, và cũng chưa có nhiều động lực. Tín hiệu MACD thì đang khá là xấu. MWG cũng hoàn toàn tương tự như Mansan, đó là hai mã cổ phiếu này đều bị rơi mạnh, và sau những cái động thái rơi mạnh này thì cổ phiếu tiếp tục tích lũy thôi, tạo nền. Và cái nền mà chúng ta đang đưa ra đây đó là cái nền 83, và trong tuần này thì MWG gần như cũng không có thanh khoản, tín hiệu MACD đi ngang, tín hiệu dòng tiền đi ngang. Gần như là tất cả các mã cổ phiếu thì các anh chị đều nhận diện thấy là trong tuần này thanh khoản cạn kiệt này, tín hiệu MACD đi ngang này, tín hiệu dòng tiền đi ngang này, và gần như là người mua cũng không muốn mua và người bán cũng không muốn bán. Đó là xu hướng chung của thị trường trong tuần vừa qua. PNG thì trong tuần còn tích cực hơn cả. Tuy nhiên với một cái lực cầu mà đấy duy trì ở một cái mức thấp như thế này thì cái tín hiệu đi nó sẽ không bền. Và PNG thì trong một cái nhịp rơi gãy ở đây thì chúng ta tìm ra một cái vùng hỗ trợ của PNG ở vùng 56.5, và vùng này tích lũy thành công thì cái cơ hội mà PNG tiếp tục quay trở lại gọi là nhịp hồi phục. Và trong tuần thì PNG đã hồi phục được cái điểm cao nhất ở đâu đó khoảng vùng 60-61, và sau đó thì lại đang quay chỉnh trở lại vùng nền tích lũy. Và với một cái tín hiệu lực cầu như thế này thì khả năng PNG sẽ tiếp tục đi ngang ở quanh vùng 60. Cũng chưa có gì đột biến. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm nhựa thì Bình Minh, BMP thì trong những cái phân tích gần đây thì Hùng Lê đang có những cái nhận định về khả năng là Bình Minh đang đi vào những cái sóng về mặt gọi là sóng trung hạn. Mục tiêu của Bình Minh hoàn thành ở vùng 52 xong thì chúng ta tìm tiếp điểm 48 hỗ trợ, và sau đó thì mục tiêu tiếp theo đó là Bình Minh ở vùng 55. Thì trong tuần vừa qua thì Bình Minh đã đi về vùng 55. Ở cái vùng 55 này Bình Minh sẽ có 1 đến 3 phiên khả năng là sẽ có thêm đến 1 đến 3 phiên tới, tuần tới sẽ ổn định ở quanh vùng giá 53.5 đến vùng 55, và vượt thoát được vùng 55 với một cái lực cầu xác nhận khoảng tầm độ 400.000 cổ phiếu trên một phiên, thì chúng ta tiếp tục có một cái target tiếp theo của Bình Minh ở khoảng vùng 60. Thì các anh chị có hỏi Hùng là điểm mua thì cái cách mà chúng ta mua đó là gì? Chạm hỗ trợ thì chúng ta sẽ mua, chúng ta sẽ giải ngân khoảng 30%, và sau cái điểm giải ngân đó thì có hai hướng: một là cổ phiếu sẽ đúng xu hướng, tức là mua xong thì cổ phiếu nó sẽ lên; hai là sai xu hướng, là mua xong cổ phiếu sẽ xuống. Đó, thì khi cổ phiếu xuống thì chúng ta sẽ cắt lỗ theo cái tỷ lệ quản trị rủi ro của chúng ta, tức là chúng ta chỉ mất có 30% cái số chúng ta định mua thay vì chúng ta mua 100%. Đó, và chúng ta chờ các cái điểm xác nhận về mua hết thì chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng thêm. Như vậy là một cái điểm mua để chúng ta rất là an toàn trong cái quá trình mà cổ phiếu đi lên. Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong NTP. Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thì cũng đã có một cái trend tăng rất là dài rồi, và trong cái trend tăng dài này thì chúng ta đã có một cái đây cũng là vùng kháng cự 35. Thì những anh chị, những cái tài khoản nào mà chúng ta đang cầm Nhựa Tiền Phong thì có thể chúng ta cũng sẽ canh chốt từ cái vùng 35 này. Từ vùng 35 này chốt đi, chỉnh giảm lại, và chúng ta sẽ tìm cái vùng mục tiêu, và cái vùng mục tiêu khả năng đẹp nhất của NTP ở đây là ở khoảng vùng 30. Thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua lại nếu như có những cái giá ở đây. Z, một cổ phiếu
già cỗi kháng cự, không có gì thay đổi đối với Di. Di đang đi ngang và cái vùng đi ngang của Di tiếp tục ở khoảng vùng giá 31. Dòng tiền tiếp tục cạn kiệt. Và như vậy là chúng ta gần như là một cái dao động tắt dần của Di. À, với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Di, Di vẫn tiếp tục đi ngang và khả năng thì xu hướng Di sẽ phục hồi từ vùng 31 đây, có những cái điểm đánh nhẹ và chúng ta nếu như chúng ta yêu thích cổ phiếu này thì cũng có thể mua Di ở quanh vùng giá 31 và kỳ vọng vào năm khoảng 5 đến 8% ở trong cái thời điểm hiện tại. Chúng ta phân tích bộ các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ bao gồm cổ phiếu FPT. Thì đối với FPT trong thời điểm hiện tại thì cũng nên khuyến nghị đó là đánh T cộng thôi, đánh T cộng và cái vùng mà chúng ta đã đề cập đến trong cái việc đánh T cộng là vùng 46, vùng đã 46 và trong tuần thì FPT cũng đã có những cái điểm đánh lên được điểm cao nhất khoảng vùng 48.4 và gần gần chạm đến cái vùng 50. Thì đối với và chúng ta cũng nhìn thấy đây cũng là một tuần mà gần như FPT cũng không có một cái dấu ấn gì về mặt kỹ thuật tiền, tín hiệu MACD và tín hiệu dòng tiền. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta sẽ cần phải chờ thêm tín hiệu xác nhận và với quan điểm của ông Lê, trong một cái cách mà FPT phân phối ở bên này thì bên này nó cũng như vậy, thì FPT sẽ có những cái điểm gọi là xả xuống sau đó kéo lên và xả xuống và sau khi mà những cái điểm phân phối này hết hàng thì có thể sẽ đằng sau đó sẽ là một cái quá trình rơi rất là mạnh của FPT. Vì vậy chính vì vậy nên là cái thời điểm hiện tại chúng ta tham gia và chúng ta đánh FPT thì nó chỉ mang cái tính chất gọi là đánh lướt T cộng thôi. DGW DGW đã có một quá trình tăng dốc, tăng rất dốc từ cái vùng chúng ta đề cập ở đây, đó là vùng 28, mục tiêu 35 và sau đó thì có thể đề cập lên đến vùng 40 và như vậy là vùng 40 thì đã hoàn thành. Với giai đoạn hiện tại đang có những cái điểm kéo xả như thế này thì thứ nhất là cái tính tạo lập của DGW đó là đánh dốc và đánh sốc. Và sau những cái cú đánh dốc, đánh sốc đó thì sẽ có những cú giảm cũng rất sốc, cũng những cái cú giảm rất sốc. Chính vì vậy nên là những anh chị nào đang còn cầm DGW thì chúng ta sẽ canh phiên thứ hai chúng ta sẽ thoát hàng và vẫn một câu nói là biết đủ là đủ và chúng ta thấy rằng là DGW đã đánh từ vùng 28 lên vùng 40 như vậy là đã quá đủ trong một cái thời điểm hiện tại. Cổ phiếu CMG. CMG là một mã cổ phiếu về nhóm ngành công nghệ và xét những cái yếu tố tạo lập của CMG đây. Là trong cái lịch sử đánh của CMG đã có những cái trận đánh rất là kinh hoàng. Đó, những cái trận đánh rất là kinh hoàng, tức là gần như là nhân 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 đôi, nhân đôi, nhân đôi, tức là tăng 100% so với giá vốn ban đầu. Thì bản thân CMG thì Hùng Lê đã có những cái đề cập đó là chúng ta cứ quan điểm cái sóng 1 của CMG là đánh khoảng từ vùng 20 lên đến vùng 32. Đó, lên đến vùng 32, gặp vùng 32 này thì CMG sẽ chỉnh trang đâu đó lại khoảng vùng hỗ trợ đây là vùng 28.5. Từ vùng 28.5 này tiếp tục đánh chạm vùng 32. Đánh chạm vùng 32 xong nó chỉnh giảm kỹ thuật một nhịp nữa và có hay không cái câu chuyện là đánh được thoát nền 32. Thoát nền 32 thì chúng ta cần phải chờ, chúng ta cần phải chờ và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta đánh từ vùng 28.5 lên đến vùng 32 thì như vậy chúng ta sẽ xem nào, 32 trừ 28.5 3.500 và trên cho 28.5. Như vậy là cũng có một cái nhịp khoảng tầm từ 8 đến 10% đó trong một cái nhịp biên ngắn ở đây. Và chúng ta chờ những cái tín hiệu kỹ thuật để CMG đánh thoát vùng 32. Khi CMG thoát được vùng 32 rồi thì lần lượt chúng ta sẽ xây dựng từng target một, đó là 8% từ vùng 32 và sau đó 15% từ vùng 32. Đó để chúng ta đưa ra những cái target nó mang cái tính chất hợp lý để các anh chị chốt lời. Tại vì một số các anh chị bảo là đưa những cái target nó cao quá thì đôi lúc là lãi được khoảng tầm 8 đến 10% rồi nhưng mà nhìn thấy ô vẫn còn lên nữa thế là không chốt. Thì cái quan điểm của Hùng là gì? Chúng ta gửi lãi suất huy động ngân hàng thương mại cổ phần bây giờ được có 8% một năm thôi thì chúng ta đã đạt được khoảng tầm 8 đến 10% và trên 8% thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chốt được rồi. Đấy là ba mã cổ phiếu về nhóm ngành công nghệ. Novaland thì không phải nói nữa rồi, Novaland thì chúng ta đã có đề cập đến Novaland từ cái vùng đâu đây, đấy là những cái vùng mà đã nhìn thấy những cái yếu tố tạo lập. Mục tiêu ở vùng 60 thì đã hoàn thành và sau đó thì
Trong cái bản tin tuần trước thì ông Lê có đề cập đến việc là chúng ta sẽ canh để chúng ta xem lại những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật của Novaland ở đâu đó khoảng vùng 57, nhưng trên thực tế là chỉ về được đến khoảng vùng 57.5 gì đây, 57.5 đúng không, 57.5, tức là suy soát tí nữa thì về được đến cái vùng này, và sau đó thì Novaland tiếp tục có những phiên đánh dốc lên, và mục tiêu cuối cùng trong những cái nhịp đánh dốc này đó là Novaland sẽ chạm lại về vùng 64. Trong những cái lịch sử tạo lập đây, trong những cái lịch sử tạo lập của Novaland thì Novaland thường có những phiên đánh rất là sốc lên. Đó thì những cái phiên đánh sốc này thì nó chỉ được khoảng tầm độ 3 phiên thôi là gãy. Thì đây đã là 1 2 phiên rồi và chỉ còn một phiên nữa, tức là chúng ta cũng kỳ vọng đây kiểu như thế này. Đó thì đây là những cái dự báo thôi, những cái dự báo trong tương lai thôi, còn nó đúng hay không thì nó sẽ có một cái xác suất nhất định. Đó. Rồi, chúng ta sẽ nói đến một cái nhóm ngành cực kỳ cơ bản, đó là nhóm ngành dầu khí. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến gas. Bản thân gas thì trong phiên ngày hôm qua nhỉ, phiên ngày hôm qua thì ông Lê đã có nhìn nhận ở một cái góc độ là chúng ta có thể đánh lướt T cộng ở khoảng vùng 72 được. 72 được. Gas ở đây hoàn thành vùng giá mục tiêu 80 và từ đây là gas đã chỉnh giảm và đến mãi ở 2 tuần, đúng không ạ? 2 tuần sau những cái nền tích lũy thì gas vẫn tiếp tục đi ngang và nó cũng hòa chung với không khí của cả thị trường, đó là không có vốn, không có thanh khoản. Tín hiệu MACD hiện tại thì nó cũng chưa thực sự là tích cực khi mà chủ đạo vẫn thiên về cái xu hướng đi ngang và tích lũy. Thì bản thân của GAT thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng sang tuần thì GAT vẫn tiếp tục tích lũy ổn định ở quanh vùng 72 và sau đó thì sẽ chờ những cái xu hướng của thị trường phục hồi, đó là những cái phiên mà đánh dấu sự trở lại về thanh khoản của toàn thị trường. Còn hiện tại là chúng ta đang thấy là mã nào cũng như vậy, không có vốn, không có thanh khoản luôn. Đấy. PVS cũng hoàn toàn tương tự như vậy, 2 tuần tích lũy đi ngang của PVS thì gần như là không có thanh khoản, dòng tiền đi ngang và tín hiệu MACD cũng đi ngang. Đối với PVS chúng ta có vùng tích lũy 12 đến vùng 12.5, vùng 12.5 và kháng cự trước mắt của PVS đó là khoảng vùng 14, thì trước mắt là phải đi được đến vùng 14 đã. Đó, chạm vùng 14 thì có thể PVS sẽ có những cái nhịp chỉnh về mặt kỹ thuật ở đây và những cái nhịp chỉnh kỹ thuật đó thì chúng ta sẽ tiếp tục dò tìm các cái điểm giá mục tiêu để chúng ta có thể cover lại hàng. PVD cũng hoàn toàn tương tự như vậy, 2 tuần không có thanh khoản và PVD thì có cái vùng hỗ trợ từ vùng 10 đến vùng 10.1 và kháng cự ngắn của PVD ở khoảng vùng 12. Trong 2 tuần vừa qua thì PVD đi được cao nhất đi được đến đây, tức là đi được một nửa đường khoảng vùng 11. Đi được một nửa đường thì lại rơi về vùng tích lũy ở một cái trạng thái tiếp tục tích lũy đi ngang, thì với PVD thì chúng ta cũng cần phải chờ thôi, chờ chung với tín hiệu chung của thị trường. Tiếp tục đó là PLX. Bản thân PLX thì thanh khoản nó lại tốt hơn cả so với các nhóm ngành khác và so với các mã cổ phiếu trong nhóm cổ phiếu dầu khí. Tuy nhiên cái trạng thái của PLX thì vẫn tiếp tục là một trạng thái nền tích lũy đi ngang và nó đi lên từ cái vùng hỗ trợ 43 đến vùng 44. Tín hiệu MACD dòng tiền như thế này thì PLX về cơ bản vẫn phải tích lũy đi ngang chung với cùng thị trường thôi, còn động lực tăng giá thì hiện tại thì cũng chưa có động lực tăng giá. Rồi, chúng ta sẽ phân tích tiếp 3 mã cổ phiếu trong nhóm P, đó là POV kép. Sau những cái tuần giao dịch rất là khởi sắc về thanh khoản thì tuần này cũng hoàn toàn tương tự như vậy, POV kép. Bản thân POV kép trong thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa có nhiều các cái tín hiệu về mặt kỹ thuật, đó là vùng hỗ trợ 10 và vùng kháng cự thì đâu đó khoảng vùng 11, tức là POV kép vẫn tiếp tục đánh ngang. Với một tín hiệu dòng tiền hiện tại như này thì POV kép vẫn tiếp tục tích lũy thôi, đi ngang ở trong biên này. BSR hiện tại vùng hỗ trợ là vùng 6.8 đến vùng 7 và 2 tuần đi không cãi ở vùng này thì với một cái tín hiệu như thế này thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể canh dần, mua dần lại BSR ở khoảng vùng 6.8 đến vùng 7 để chúng ta đón chờ một cái nhịp phục hồi của thị trường. Thanh khoản thấp, tín hiệu MACD, tín hiệu dòng tiền thì đang có những cái dấu hiệu tốt hơn đối với mã cổ phiếu BSR.
kháng cự ngắn của BSR thì đang đâu đó ở khoảng vùng 8 đến vùng 8.5. Và trước mắt thì cổ phiếu này cần phải vượt lại đến vùng 8.5 đã. Oi. Oi ở đây là gì? Oi ở đây đó là vùng vùng kháng cự ở vùng 9 và vùng hỗ trợ của oi hiện tại ở vùng 8 và biên tích lũy trung bình ở vùng 8.5. Với tín hiệu MACD đang cắm đầu đi xuống như này thì oi sẽ có xu hướng là sẽ trả lại trong tuần thì chạm kháng cự anh chị nhé, chạm lại được kháng cự 9. Đó, chạm kháng cự thì khi mà chạm kháng cự thì hôm nay có chia sẻ rồi, một là cổ phiếu sẽ bứt hẳn lên, sau đó test lại, đó sau đó test lại, nó hai là cổ phiếu sẽ chạm kháng cự và không giữ được thì cổ phiếu sẽ chỉnh luôn ở trong phiên. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của oi thì oi sẽ rơi lại về vùng 8. Hai mã cổ phiếu nữa trong cái nhóm ngành ngành P đi, ở đây tạm thời đưa nó vào, đó là nó có liên liên quan đến P nhưng mà về bản chất là nó là sản xuất phân bón. Đạm Phú Mỹ thì đối với Đạm Phú Mỹ là 1 2 3 4 và lần này là lần thứ 5. Tức là tuần này là tuần thứ 5 Đạm Phú Mỹ tiếp tục lỗi hẹn mốc mốc ở đây là mốc 15.3 trên trên gọi là trên trên cây nến kết tuần. Còn trong tuần thì Đạm Phú Mỹ đã có những phiên đánh lên được khoảng vùng 10 gần vùng 16. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Đạm Phú Mỹ thì chúng ta đã phân tích từ khá là dài trước này và tìm cái vùng hỗ trợ ở đây đâu đó khoảng vùng 13.5 và lên đến cái điểm kháng cự là 15.3 thì ở đây nó cũng đi được ở trong cái biên khoảng trên 8%. Đó, trên 8% như vậy thôi. Còn với những tín hiệu kỹ thuật như thế này thì Đạm Phú Mỹ lại gọi là gì ạ? Lại tiếp tục khả năng là sẽ tích lũy lại ở vùng 10 14 14.14.5 ở đây, 14.5 ở đây. Và sẽ thêm 1 đến 2 phiên nữa, thêm 1 đến 2 phiên nữa. Ở trong cái mục mà phân tích mà kỳ vọng của Hùng Lê thì Đạm Phú Mỹ có thể đánh chạm lại vùng 16.5 đến vùng 17. Tuy nhiên là để lên được cái vùng đó thì chúng ta phải có hoàn thành được cái vùng 15.5 ở đây. Đó thì các cái tài khoản mà chúng ta lưu ý là khi mà chạm cái vùng kháng cự ấy, thì chúng ta có thể ra khoảng tầm 50% hàng. Ra 50% hàng và sau đó thì chúng ta có thể cover lại. Ví dụ như chúng ta sẽ bán ở 15.3 mà cổ phiếu nó quay chỉnh giảm lại ở khoảng vùng 14 thì chúng ta sẽ mua lại ở vùng 14 ở khoảng tầm độ 10 50% chúng ta đã bán. Thì như vậy là chúng ta luôn luôn sẵn có hàng bởi vì là cái mục tiêu của chúng ta vẫn còn đi tiếp. Đó thì chúng ta phải chốt lãi và chúng ta sẽ đảo lại như vậy thì luôn luôn có hàng để chúng ta chốt và luôn luôn chủ động trong cái công việc là chúng ta chốt lãi. Đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau thì mốc mục tiêu đó là vùng 9.5 thì trong tuần vừa qua thì Đạm Cà Mau đã hoàn thành cái vùng này và đang có 3 phiên coi như là đâm ngang đâm ngửa ở quanh cái vùng 9.5 này và kết tuần thì cũng không giữ được cái vùng 9.5. Vùng hỗ trợ của Đạm Cà Mau ở vùng 8 thì khi mà cổ phiếu chạm gọi là chạm kháng cự thì cổ phiếu thường có xu hướng test lại. Đó, một là kéo qua, hai là test lại thì đây là sẽ test lại ở đây, đó là vùng test lại vùng 9, khả năng là Đạm Cà Mau sẽ test lại vùng 9. Test lại vùng 9 thành công và lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định thì Đạm Cà Mau sẽ tiếp tục công lại vùng 9.5, vượt thoát vùng 9.5. Với những tín hiệu xác nhận thì chúng ta sẽ có tiếp tục vùng mục tiêu của Đạm Cà Mau ở khoảng vùng giá 10.5 đến vùng giá 11. Ok, chúng ta sẽ đi vào nhóm chính rất là quan trọng của thị trường, đó là nhóm banh Vietcombank. Vietcombank sau khi hoàn thành vùng giá mục tiêu 90 thì là cũng là coi như là mất thanh khoản ở đây và Vietcombank thì đang có một cái nền tích lũy ở khoảng vùng 81.5 đến vùng 81.5 đến vùng 82. Trong các cái phân tích định lượng tuần ở trong trên tin Zalo thì Hùng Lê đang tìm thấy ở cái vùng 84. Hùng Lê kỳ vọng là từ vùng 84 này thì có thể đánh lướt tới cộng được. Tuy nhiên là cái tuần thì nó lại chỉnh giảm lại, đóng cửa khoảng vùng 83.3, như vậy là bị nếu mà mua ở vùng 84 tức là đang bị lỗ khoảng 700 đồng.
Với tín hiệu hiện tại thì tín hiệu MACD cũng đang hơi xấu, tín hiệu MACD đang hơi xấu, dòng tiền tiếp tục cạn. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì Vietcombank sẽ tiếp tục nền tích lũy đi ngang ở khoảng vùng 81 đến vùng 82.5. Động lực tăng giá trở lại thì chúng ta sẽ cần phải chờ các cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận và cũng sẽ tiếp tục cập nhật ở trong phiên. BID như vậy là tiếp tục là một tuần đi ngang ở quanh nền hỗ trợ ở vùng 40. Ở trong các cái phân tích kỹ thuật trước đây chúng ta kỳ vọng bid ở khoảng vùng 45 và đã đạt được đâu đó khoảng vùng 44 chấm mấy đó. Anh chị có thể xem lại. Và khi ở cái vùng 40 này tích lũy thành công thì chúng ta kỳ vọng tiếp là BID tiếp tục hành trình quay trở lại. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta cũng đã gần như là cái lực quay lại của bid gần như là không có rồi. Đó, lực quay lại của bid gần như không có khi mà tín hiệu dòng tiền thì đã rất là cạn và tín hiệu MACD thì đang có những tín hiệu cắm đầu đi xuống như vậy. Đó thì chủ yếu là xu thế hiện tại của bid lại quay về xu thế tích lũy nền đi ngang. Và chúng ta lưu ý cái mốc 40. Cái mốc 40 là cái mốc rất là quan trọng của BID. Nếu như mà sang tuần mà bid mà không lấy lại vùng 40 thì như vậy là một cái tín hiệu kỹ thuật khá là xấu của bid, thì chúng ta đang cầm nắm thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta sẽ phải bán. ACB. Đối với ACB thì ở đâu cái nhịp này này, nhịp lên 26 26.5 này là đã khuyến nghị mọi người té rồi, bởi vì đây là cái vùng kháng cự nó rất là mạnh của ACB. Và sau đó thì có những cái vùng chỉnh giảm kỹ thuật lại thì chúng ta tìm lại ở vùng 24. Ở vùng 24 này tích lũy thành công thì lại lấp lại ở vùng 26 và sau đó thì nó sẽ cũng chỉnh giảm thôi. Nhưng trên thực tế là trong tuần vừa rồi ACB đã không lên lại được vùng 20, tức là không hành trình trở lại được cái gọi là tọa độ tăng giá, và ACB tiếp tục đi ngang ở vùng 24. Và phiên kết tuần thì ACB mất mất điểm 24, thanh khoản tiếp tục giảm và tín hiệu MACD thì đang hơi xấu. Các anh chị lưu ý những tài khoản nào đang cầm nắm mã cổ phiếu ACB, nếu như sang tuần mà ACB không lấy lại được cái vùng 24 thì có khả năng cao là ACB sẽ lùi lùi lại về vùng 22. Đó thì cái nhịp đánh của một mã cổ phiếu, đây là một cái sóng lên thì chúng ta phân tích một sóng lên bên này rồi, thì ở bên này là một cái sóng xuống. Đó, bên này là một sóng xuống thì cổ phiếu lên thì chúng ta phân tích lên và cổ phiếu xuống thì chúng ta phân tích xuống thôi. Và cái vùng 24 này bị gãy đồng nghĩa với việc là ACB sẽ gần như không có cơ hội để quay lại một cái trend xu thế tăng giá trở lại, và như vậy là ACB sẽ có thể lình xình ở đây và bắt đầu chỉnh giảm lại về cái nền tích lũy nó sâu hơn. Đó là khoảng vùng 22. MBB và công thương. MBB thì trong trong cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây là duy nhất là chỉ có một cái target 19 mà cũng không đạt nổi đến 19. Lên đến gần 19. 18.85 rồi MBB bị suy giảm và sau đó thì chúng ta tìm một cái vùng hỗ trợ đây ở vùng 17. Đó là cái vùng hỗ trợ khá là dài và hiện tại thì tín hiệu MBB thì cũng gọi là thanh khoản cực cạn luôn và gần như chúng ta không nhìn thấy vol của MBB nữa. Tín hiệu MACD cũng đang hơi xấu. Và với tín hiệu hiện tại của MBB thì như vậy là MBB gọi là chỉ hoàn thành được cái target ở đây thôi, target vùng 19 ở trong cái nhịp phân tích trước này. MBB bây giờ xu hướng hiện tại là vẫn là một cái nền tích lũy đi ngang ở đây thôi, không không có nhiều cái tín hiệu đột biến và chúng ta cần chờ khi có những cái tín hiệu bẻ gãy pha xu thế, bẻ gãy pha xu thế ở đây. Đó là những cái phiên mà MBB có thể vào lại từ 5 đến 8 đến 10 triệu cổ phiếu và giá phải tăng đạt được khoảng tầm 3 đến 4% trong phiên thì luôn như vậy thì MBB mới quay lại được cái trạng thái tăng giá. MBB là một cổ phiếu mà cũng khá là nặng mông. Công thương. Bản thân công thương thì đây trong nhịp phân tích này thì rất nhiều những tài khoản đã chốt ở vùng 24, vùng 24.5, mặc dù trong cái phân tích định lượng đó là vùng 26 bởi vì chúng ta đã phân tích một sóng lên. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại, công thương sau một cái nhịp chỉnh giảm rơi gãy mạnh thì công thương lại có xu hướng, đó là cái nền hỗ trợ của công thương ở đây khoảng vùng giá 22 22 đến khoảng vùng 23.5. Thì trong trong xu thế tuần mới thì công thương sẽ có tiếp tục sẽ có những cái điểm đánh lình xình
ở trên cái vùng này, trên cái vùng này thôi, chứ công thương thì khả năng là cũng sẽ chưa thể gãy cái vùng 20 22 được, mà khả năng sẽ tích lũy tiếp một tuần nữa ở quanh cái vùng biên này, và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật ở xu hướng của công thương. Thanh khoản cạn kiệt, tín hiệu MACD đang đi xuống. Trong nhóm còn HD Bank và HD Bank Techcombank. Ok, chúng ta sẽ phân tích hết nhóm bank. Techcombank thì đây nó không có cái gì thay đổi cả. Đó là gì? Techcombank khi mà về đến vùng 22 đó là vùng kháng cự rồi. Và vùng hỗ trợ ở đây thì vùng 20, và trong một cái thời điểm mà thị trường nó hơi xấu nên là chỉ có đánh Techcombank cũng chỉ chạm 20 và cũng đánh những cái nhịp khá là ngắn. Thanh khoản tiếp tục cạn và như vậy thì Techcombank sẽ có những cái điểm tích lũy ngang, những cái điểm tích lũy nền lại quanh vùng giá 20. Và ngược lại, nếu như Techcombank mà bị gãy nền 20 thì sẽ có xu hướng rơi xuống ở cái nền thấp hơn, thì chúng ta quan sát ở nền 20 các tài khoản mà đang nắm giữ. Nếu Techcombank vẫn giữ được trên 20 thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ, còn nếu Techcombank bị có một phiên bị bán mạnh với khoảng vốn đạt khoảng 4 đến 6 triệu cổ phiếu và giá bị gãy 20 thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta phải giảm tỷ trọng, bởi vì như vậy là Techcombank sẽ có xu hướng đạp lại nền 16 đến nền 16.5. Tức là đây các anh chị có thể nhìn thấy là khi ở đây cũng là một cái mẫu hình khi Techcombank bị gãy, và những cái điểm gãy của Techcombank thì nó đi rất là mạnh, nó đi rất là mạnh, nên là các anh chị chú ý. HD Bank đó thì cái vùng kháng cự của HD Bank đó là nền 28.5. Nền 28.5 thì trong một cái nhịp phân tích sóng lên của HD Bank ở đây là rất nhiều những anh chị của chúng ta rất là hưng phấn bởi cái câu chuyện là HD Bank chia cổ tức 60% và chúng ta đã có những cái phiên tăng kịch trần. Nhưng với quan điểm của Hùng là cái vùng này là cái vùng bán ra được rồi và chúng ta cũng không nên giữ làm cái gì cả. Và bản thân trong cái kịch bản mà phân tích của HD Bank ở đây đó là những cái phiên kéo xả ở đây, và sau đó thì HD Bank sẽ có những cái điểm mà là đánh giảm xuống, và HD Bank sẽ có những cái điểm giảm rất sâu. Bởi vì khi nghiên cứu những cái tính tạo lập của cổ phiếu thì Hùng Lê nhận thấy rằng đây cũng là một cái trend tăng, và sau trend tăng đó sau những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật và nó bị gãy thì HD Bank thường là một cái mã cổ phiếu mà đi rất là nhanh, tăng nhanh thì cũng giảm nhanh đó. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại là HD Bank đã bị gãy mất vùng 26. HD Bank bị gãy mất vùng 26, và với việc gãy vùng 26 như này thì cái xu hướng là HD Bank sẽ bước vào một cái chỉnh dài, và trên con đường chỉnh đó thì thường là không phải là nó chỉnh một mạch như vậy, có thể là sẽ rơi về đến vùng 24, sẽ có một lực hồi kỹ thuật ở đây và chúng ta sẽ xem những cái điểm hồi kỹ thuật đó. Khi cổ phiếu lên thì nó cũng sẽ không lên một mạch, và khi cổ phiếu xuống thì cũng như vậy đó, có thể là nó sẽ đi theo những cái hình zig zag như này, nhưng xu hướng của HD Bank cơ bản là xấu. VPBank, VPBank trong 2 tuần đúng không ạ? Trong 2 tuần VPBank tiếp tục tích lũy đi ngang ở quanh nền 22. Dòng tiền cạn, tín hiệu MACD cắm đầu đi xuống. Và kháng cự của HD Bank ở đây trong cái nền hỗ trợ thì bây giờ vô hình dung nó sẽ trở thành cái kháng cự, đây là vùng 23.8 đến vùng 24, và trong 2 tuần thì VBank cũng chỉ đi ngang ở quanh vùng này thôi. Tín hiệu hiện tại VBank chưa có nhiều động lực và chúng ta tiếp tục quan sát ở nền 22. Nếu trường hợp như VBank bị gãy nền 22 thì các anh chị đang nắm giữ VBank chúng ta cũng phải lưu ý đến cái tình huống này. Bởi vì khi gãy 22 thì thường là cổ phiếu sẽ có xu hướng tích lũy nền ở những cái nền sâu hơn. Nền sâu hơn. Và VBank thì cũng cần chờ một cái tín hiệu xác nhận. Chúng ta tiếp tục phân tích ba cái mã cổ phiếu nữa trong cái nhóm ngành ngân hàng, đó là VIB. VIB trong thời điểm hiện tại thì khả năng đang là tích cực hơn cả đối với các cái mã cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng khác, đó là đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 18, và VIB thì cũng đang có những cái điểm trả cung. Khả năng thì với những cái tín hiệu kết tuần như hiện tại thì VIB hoàn toàn có thể chạm lại vùng 18, và cái điểm đánh xa nhất của VIB ở trong cái nhịp này thì đâu đó nó cũng chỉ về về vùng 19, bởi vì là thị trường chung tốt thì VIB có thể đánh những cái sóng nó vượt thoát, còn thị trường chung đang như thế này có nghĩa là
Tăng giá là tốt lắm rồi, thì hiện tại là chúng ta sẽ đề ra khoảng vùng 19 và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục có những cái tính toán. Với những tài khoản đã nắm VIP đúng không, chúng ta cũng sẽ có thể canh chốt dần ở quanh vùng 18 được rồi, chốt dần có thể chốt 20% xong rồi chốt dần chốt dần. Thêm một mã cổ phiếu nữa là Liên Việt Postbank LPB. Đối với Liên Việt Postbank ở trong thời điểm hiện tại là một số các anh chị có hỏi là mua để nắm giữ dài cổ phiếu này hay không, thì quan điểm của Hùng là không có cái câu chuyện như thế nào là nắm dài cả, bởi vì khi nắm dài thì chúng ta sẽ không thể biết được là tương lai của nó 1 tuần tới, 2 tuần tới nó sẽ như thế nào, hoặc 1 tháng tới, 1 năm tới. Khi cổ phiếu đạt điểm hỗ trợ thì chúng ta mua, đó là điểm hỗ trợ của VBank ở đây đó là, à xin lỗi cả nhà, Liên Phong Bank, Liên Việt Postbank đó là khoảng vùng 8.5. Và cái điểm kháng cự của em này đó là vùng 9.5 đến vùng 10. Trong thời điểm hiện tại, xu thế thị trường chung nó đang hơi xấu nên là cổ phiếu này sẽ có một cái biên tích lũy đi ngang đó là khoảng vùng 8.5 đến vùng 9 trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Thì về mặt lý thuyết ấy, là cổ phiếu này đang trên đà lên, tức là đang chen lên, nó đang chen lên, chính vì vậy nên là hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái mức target ở cao hơn. Tuy nhiên là chúng ta chờ cái tín hiệu thị trường chung, sẽ phải có những cái tín hiệu xác nhận thì chúng ta mới phân tích tiếp theo. Thêm một mã cổ phiếu nữa trong cái bộ ba mà chúng ta sẽ đề cập trong nhóm cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng đó là STB. Đó thì khi mà STB lên ở trên vùng này thì mọi người có hỏi mua thì mua để làm gì nữa đúng không ạ? Bởi vì bản thân STB là chúng ta đã có những cái phân tích từ vùng dưới này và cái vùng kháng cự của STB đó là vùng 12.5 đến vùng 13. Maximum thì đạt được đó, còn đến 12.5, và đây là những cái dấu hiệu mà đã cho chúng ta những cái nhận diện, tức là gì? Cái lượng cung cầu đã bắt đầu biến động khá là mạnh khi mà chạm kháng cự, và đây là cái dấu hiệu mà chúng ta, những anh chị mà có hàng thì chúng ta phải canh để chúng ta ra rồi. Và sau khi mà cổ phiếu này về đến vùng 13 đó thì chúng ta có thể dò tìm lại vùng giá mục tiêu của cổ phiếu này, đó là vùng 11 STB. Theo như Hùng Lê được biết thì một số các cái tài khoản là đã đua theo STB ở khoảng vùng ở trên này, thì chúng ta sẽ sang tuần tới ấy, thì xu hướng cao là gì? Xu hướng cao đó là STB sẽ có những cái điểm trả lại quanh vùng 11 và chúng ta quan sát ở vùng 11 mà không gãy, và lực cầu tiếp tục quay trở lại khoảng tầm độ, tức là cứ tính nửa phiên đi, nửa phiên giao dịch sáng được đạt được khoảng tầm độ 7 đến 8 triệu cổ phiếu, và cái tín hiệu dòng tiền, cái tín hiệu giá của cổ phiếu tăng thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn chúng ta mua để chúng ta đảo lại hàng, bởi vì chúng ta đã sẵn hàng rồi thì chúng ta có thể mua vùng 11 và cuối phiên cổ phiếu đạt 11.5 thì chúng ta sẽ mang cái hàng cũ ở trong tài khoản chúng ta bán. Đó thì vô hình dung như vậy chúng ta đảo một vài nhịp như vậy thì nó cũng sẽ giảm được cái giá vốn của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ phân tích bộ các mã cổ phiếu về nhóm ngành chứng khoán. Đầu tiên đó là HCM. Trong trong một cái góc nhìn nó dài hơi một tí, đây chúng ta sẽ xem ở một cái biểu đồ nến tuần. Thì Hùng Lê đang kỳ vọng các anh chị nhé, kỳ vọng nó khác với hy vọng. Hy vọng là nó không có cơ sở, còn kỳ vọng là nó có cơ sở của nó, đang kỳ vọng. Sau khi HCM đã có một cái nền tích lũy đây và chúng ta phân tích một cái sóng lên, và trong một cái phân tích sóng lên này thì cái mắc mắc gáp của cái sóng lên này là Hùng Lê đang để ở vùng giá 22, nhưng trên thực tế là 2 tuần gần đây thì mắc gáp đang ở vùng 21, và một số các anh chị có nói với Hùng Lê rằng là chúng ta nên để những cái target nó như nào, nó theo cấp bậc, tức là ví dụ như chúng ta phân tích ở nền 18 đến nền 18.5 thì giả sử như là ở nền 18.5 là điểm mua cao nhất của chúng ta, thì chúng ta sẽ lấy 18.5 nhân với 8 chia cho 100, như vậy là cổ phiếu sẽ tăng khoảng tầm được 1.500, là chúng ta đã đạt cái kỳ vọng 1, tức là 1.480 đồng cộng với 18.5. Thì như vậy là cái target đầu tiên là 19.98 là chúng ta đã phải chốt rồi. Đó, tức là đạt 8%. Đó thì như vậy là cái câu chuyện là chúng ta đi từ vùng 18.8 10 cứ cho là 18.85. Thì trong cái nhịp này là chúng ta đang đặt ở khoảng vùng 21, thì như vậy đã khoảng đạt trên 8 đến trên 8%. Đó.
Thì đối với HCM thì cái kỳ vọng của Hùng nó lớn hơn, tức là cái tất nhiên cái kỳ vọng nó lớn, nhưng mà cái câu chuyện giữ lãi để chốt lãi thì nó cũng là một cái việc mà nó khó, đúng không ạ? Bởi vì cái lòng tham của con người mà nó là vô đáy. Thế thì đối với HTM thì trong tuần vừa qua, đây cái phiên này là một phiên giao dịch rất là thành công và rất là khởi sắc, thì cái phiên này xong Lồng Lê đã nghĩ là cái quả này là nó sẽ đánh đánh vượt thoát được vùng 21, nhưng mà ba phiên kết tuần thì HTM lại quay trở lại về vùng nền đó. Vậy thì nó mới dẫn đến một cái câu chuyện là nhiều anh chị có chia sẻ với Hùng như vậy, là chúng ta nên có các cái mốc 8% sau đó đến 15% đó, và sau trên 15% thì coi như là chúng ta tự sướng đó. Vậy thì bây giờ kể từ cái bản tin này trở đi và bắt đầu Hùng Lê sẽ set up lại một cái phương pháp, đưa ra những cái target mới, và target đầu tiên sẽ nằm ở ngưỡng 8% cho các anh chị, và khi chúng ta đạt được cái kỳ vọng đó, tức là đạt được đến cái target đó, thì chúng ta chủ động để chúng ta canh chốt. Ok. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HCM thì không sao cả, HCM khả năng là sang tuần tới sẽ lình trình đâu đó quanh vùng 19 thôi, quanh vùng 19, và trong một cái tổng thể của nhóm ngành chứng khoán thì HCM cũng đã có một cái quá trình rơi rất là dài từ vùng giá 40 về vùng giá 10, và như vậy là chúng ta cũng mất 30.000 trên một cổ phiếu đó. Thì khi mà chúng ta tham gia thị trường chứng khoán, các anh chị đừng có quá bi quan và cũng đừng có quá hưng phấn, bởi vì những anh chị đã đánh được cái sóng từ bên này, tức là từ sóng 10 mà lên đến sóng 40, đúng không ạ? Thì chúng ta rất là hân hoan, chúng ta thấy rằng à, chứng khoán nó rất là đẹp, rồi là chứng khoán là một cái thị trường mà anh em ơi chúng ta nhào vô, chúng ta chỉ cần cầm tiền thôi, mua là chúng ta sẽ có lãi. Nhưng ngược lại, những anh chị đã mua phải những cái vùng giá 40 và chúng ta cũng phải ngậm đắng nuốt cay, đúng không ạ? Chúng ta cũng rất là chát ở trong một cái nhịp chỉnh giảm này, hoặc là đây mua ở vùng giá 30, khoảng gần 30 thì cũng chỉnh giảm về khoảng vùng 20, như vậy là chúng ta cũng mất đâu đó 30 40%. Thì đấy là cái câu chuyện trên thị trường chứng khoán, và nó luôn vận động hình sin, luôn vận động hình sin đó. Thì chúng ta trong cái nhịp đánh này thì HCM Hùng Lê cũng đã có những kỳ vọng tương tự như vậy. Chỉnh trang lại và sẽ tiếp tục hành trình đang kỳ vọng lớn ở nhóm ngành chứng khoán. Vùng hỗ trợ dài của HTM ở vùng 18 đến vùng 18.5. Ok. Tiếp theo, mã cổ phiếu SSI. SSI thì về lý thuyết là chúng ta đạt đúng kỳ vọng vùng 16, không hơn không kém, đúng không ạ? Và thậm chí là còn vượt vùng 16. Trong những cái phân tích về mặt kỹ thuật định lượng của ông Lê ở đây, đâu đó khoảng vùng 13.5 đến vùng 14. Thế thì khi mà chạm vùng 16 rồi thì HTM lại tiếp tục, đây có một phiên đạp ở đây, và Hùng Lê tiếp tục dò tìm ở đây là vùng 14.5 lên 14.5, đây là điểm hỗ trợ. Và những cái điểm hỗ trợ này lực cầu tiếp tục quay trở lại thì chúng ta lại tìm kiếm lại về vùng 16. Và trong tuần thì HTM đã SSI đã vượt vùng 16 và kết tuần lại bị mất mốc 16. Mất mốc 16. Thế thì từ 14.5 để Hùng thử tính lại xem, để chúng ta rút kinh nghiệm thôi. 16 trừ đi 14.5, 1,5, 1,5 mà chia cho 14.5. Ví dụ như vậy. Đó, cũng đạt 10%, tức là cũng nôm na là ổn, và chúng ta sẽ đưa ra một con số là 8%. Số 8 cho nó phát và đúng bằng cái lãi suất huy động của ngân hàng thương mại cổ phần trên 1 năm. Đó, chúng ta có một tuần đạt 8% và chúng ta gửi ngân hàng một năm đạt 8%, thì đấy là những con số mà như vậy là đã quá kỳ vọng, đúng không ạ? Đối với SSI, những nhịp chỉnh giảm này thì SSI sẽ có những cái điểm trả cung lại vùng 15.5, quanh vùng 15.5 đến khoảng vùng 15.3, sâu nhất ở khoảng vùng 15.3, và chúng ta tiếp tục quan sát tín hiệu của SSI ở trong tuần mới. Vùng này không gãy, lực cầu tiếp tục ổn định trở lại thì sẽ công lại vùng 16, và có vượt thoát được vùng 16 hay không thì chúng ta sẽ chờ những phiên mà nó phải đánh thật là chắc chắn, đó là những cái phiên mà lực cầu có thể đạt lại của SSI khoảng từ 7 đến 8 triệu cổ phiếu, và có những cái cây nến xanh ngồi lên như này. Chúng ta chờ những cây nến xanh ngồi lên như này thì lúc đó Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật target tiếp theo của SSI, và cũng nhìn ở trên một cái kênh xu thế giảm giá dài thì SSI cũng đã có một cái nhịp giảm khá là thương đau từ vùng 35 và rơi đến vùng 10. Như vậy là cũng mất 25.000 trên một cổ phiếu, 25.000 trên một cổ phiếu. Và đây
Bên này con dốc thì đôi tay ta hân hoan, nhưng bên này bên kia con dốc thì chúng ta rất là buồn đúng không ạ? Đó thì chúng ta cũng phải có một cái trạng thái tâm lý cân bằng, và khi chúng ta nhận diện thấy những cái bất thường của cổ phiếu hoặc khi cổ phiếu hết trend đó, thì chúng ta sẽ quan trọng của chúng ta có đủ dũng cảm để chúng ta nhảy ra ngoài không. Một mã cổ phiếu thứ ba liên quan đến nhóm ngành chứng khoán đó là mã cổ phiếu SHS. Mã cổ phiếu này thì Hùng Lê rất là thích, và thậm chí là bên 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 VPS bị hết room nên Hùng Lê đã có trong những phiên là phải xin mở room lên để cho anh chị em chúng ta mua. Thì bản thân là cái lịch sử tạo lập của SHS ở trong quá khứ nó rất là đẹp. Đã có những cái trận đánh từ vùng giá 4 và lên đến tận vùng 16. Và trận đánh này của chúng ta từ vùng 6 thì liệu là 6 nhân 4 có lên được 24 không, thì đấy là cái câu chuyện nó rất là xa ở đằng sau đó. Nhưng mà chúng ta đang phân tích SHS ở những cái góc độ ở trong các cái nhịp phân tích ở đây, đó là cái vùng target 14 thì đã hoàn thành. Đã hoàn thành. Từ vùng 14 thì trong tuần là đã có những cái điểm mà SHS đánh vượt thoát vùng 14, và sau đó trong phiên kết tuần thì lại rơi lại ở vùng tích lũy ở vùng 12.8. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại, với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SHS thì chúng ta sẽ có thể kỳ vọng như sau, đó là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này khoảng vùng 12.6. 12.6, 12.6 sẽ tiếp tục tích lũy lại ở đây. Sẽ tiếp tục tích lũy lại ở đây và chờ cho đến lúc mà thị trường chung có những cái sự tích lũy ổn định trở lại và tăng giá trở lại thì SSI phải cần phải công lại. Đó, nó giống SSI, tức là cái vùng kháng cự đây rồi, chúng ta đã xác định ở đây, và có hay không để SSS vượt thoát được cái nền 14 này để đi đến những cái câu chuyện tiếp theo của SSS thì chúng ta sẽ cần chờ. Đó, chúng ta sẽ cần chờ, và tín hiệu của SSS hiện tại thì Hùng Lê đánh giá cũng đang khá là ổn. Thêm một mã chứng khoán nữa, đó là mã cổ phiếu, mấy mã cổ phiếu về ngành chứng khoán nhỉ? Ta xem lại một tí. MBS. Mã cổ phiếu chứng khoán MBS thì trong trong yếu tố tạo lập của MBS cũng như vậy, MBS khi đánh thì cũng khá là khủng hoảng. Và như vậy là như thế nào đây? 2.11, 11. Vùng kháng cự ngắn của MBS vùng 11 thì hiện tại là chưa vượt qua được, và vùng hỗ trợ của MBS ở đây đó là vùng 9.5 đến vùng 10. Bản thân MBS thì cái thanh khoản nó hơi thấp, chính vì vậy nên là chúng ta cũng lưu ý, chúng ta cũng lưu ý, và thường khi những mã cổ phiếu mà thanh khoản thấp thì chúng ta chọn điểm mua, đó là chọn những cái điểm mua hỗ trợ. Đó thì điểm hỗ trợ của MBS đó là vùng vùng bao nhiêu? Vùng 9.5 đến vùng 10. Và trước mắt thì MBS cần đánh lại vùng 11, vượt thoát vùng 11 thì lúc đó chúng ta sẽ cập nhật những cái target tiếp theo ở khoảng mốc 8%. Cứ một nấc thang là 8%. Tiếp theo đó là mã cổ phiếu CTS, CTS thì cái tính tạo lập của CTS cũng khá là tốt. Khá là tốt. Và khi CTS đánh thì thường là đánh hình chữ V. Đánh hình chữ V đây, các anh chị nhìn thấy đây là một chữ V này, đây cũng tạm gọi là chữ V đứng, giảm sốc và thành một chữ V đứng thứ hai, tăng xong là giảm và sẽ tăng chữ chữ V đó. Thì cái cách đánh của cái ông này là như vậy, thì đây cũng nó cũng đang hình thành một cái chữ V. Chữ V này xong thì ở đây là vùng 8, trong những cái mục tiêu mà chúng ta phân tích ở đây là vùng 8 đến vùng 8.5 thì đã đạt trong cái nhịp trước này, đã đạt 8 rồi, và sau đó thì những cái điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật đó là ở vùng 7, vùng 7 không gãy, vùng 7 không gãy. Vùng 7 không gãy thì chúng ta tiếp tục lại hành trình ở một cái vùng, thôi ta cứ để như thế này đi, vùng 8 đến 8.5, tức là nếu mà tăng được từ 7 lên lên 8 tức là 1.000 trên 7, 14%. Các anh chị ạ, nhìn khúc ngắn bé tí tẹo thế này thôi, nhưng mà đây cái mũi tên này lên lên đây đã là 14% rồi. Đó là 14% rồi. Và nếu mình theo một cái phương pháp mới mà chúng ta xác nhận là với nhau, đó là chúng ta sẽ làm từng khúc một, khúc 8%, thì như vậy là từ cái vùng này chúng ta phân tích là tuần vừa rồi là CTS hoàn thành 8%, hoàn toàn có thể chốt. Thêm một mã cổ phiếu chứng khoán nữa là VCI. VCI như thế nào ạ?
VCI cũng đã có một cái quá trình giảm rất là dài từ vùng 80 và đi mãi tít tận về đến vùng 20 như vậy. À, xin lỗi, về đến tận vùng 15. À, thì đây đang là một cái chúng ta tạm gọi là một cái uptrend quay trở lại của trong một cái kênh xu hướng của cổ phiếu. À, thì thường là Hùng Lê sẽ chọn là in sẽ chọn là uptrend, chọn những cái cổ phiếu đang ở một sóng lên uptrend để chúng ta tham gia. Kháng cự ngắn của VCI kháng cự ngắn của VCI hiện tại đó là ở vùng 26, điểm hỗ trợ ở đây là vùng 22. Với những cái tín hiệu kỹ thuật trong tuần hiện tại và nhóm chứng khoán nói riêng đó, thì chúng ta cũng sẽ phải cần thời gian để VCI tích lũy lại ở quanh vùng 22. Từ vùng 22 này thì mục tiêu đầu tiên đó là phải đánh vượt lại được đến vùng 26 đã. Từ vùng 22 lên 26 là 44 trên 22 18%, như vậy là mục tiêu quá là cao. Đó thì chúng ta cứ lấy từ vùng 22 nhân với 8% và chúng ta đánh từng khúc một đối với cái kỳ vọng target của chúng ta, để anh chị chúng ta chủ động để chốt vào vùng hỗ trợ ở đây là vùng 22. Sang tuần để chúng ta xem những cái tín hiệu kỹ thuật này thì chúng ta canh để chúng ta mua vào. Ok, như vậy là nhóm ngành chứng khoán của chúng ta đã phân tích hết nhóm ngành chứng khoán. Chúng ta tiếp theo đó là chúng ta sẽ nói đến nhóm thép. Nhóm thép thép đầu tiên sẽ nói đến HPG. Ở HPG thì trong trong cái nhịp mà trong bản tin phân tích tuần trước là chúng ta dò tìm ở vùng giá 24. Tuy nhiên trong tuần thì Hùng Lê nhận diện thấy, tức là tuần tuần từ bản tin video số 108 á, thì Hùng Lê nhận diện thấy cái vùng 26 là cái vùng mà Hòa Phát đang có những cái tín hiệu đẹp, và trong cái phiên này thì Hùng nhìn thấy là khả năng là có một cái sự phục hồi đây, và đã khuyến nghị chúng ta là đánh mua mua Hòa Phát để đánh T cộng 3. Mục tiêu trước mắt là Hòa Phát sẽ chạm về vùng 28, và có hay không cái câu chuyện mà Hòa Phát vượt thoát vùng 28. Hiện tại đại hội cổ đông đúng không ạ? Nghe bảo là có thông tin tốt, chứ còn Hùng Lê thì cũng chưa có chưa chưa có chính vì nghe có thông tin tốt nên là cái phiên này mới đạt được khoảng 25 triệu cổ phiếu giao dịch trên một phiên. Như vậy là một cái phiên giao dịch rất là đột biến của HPG. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HPG thì chúng ta sẽ xem ở đây, đây điểm hỗ trợ của Hòa Phát ở đây. Vùng 27 có thể Hòa Phát sẽ có những cái điểm chỉnh trả lại cung ở quanh vùng 27, và vùng 27 này không gãy, có thể đi ngang 1 đến 2 phiên theo cái nhịp tích lũy chung của thị trường. Và cái vùng 27 này chính là cái vùng sau cái vùng khuyến nghị mua ở đây, thì vùng 27 trở thành một cái vùng để chúng ta định lượng được cổ phiếu Hòa Phát có vượt thoát được vùng 28 hay không. Và khi vượt thoát vùng 28 thì Hùng Lê đã có những phân tích tạo lập cho các anh chị rồi. Một là sẽ kéo qua, tức là có thể là trong cái tạo lập là sẽ kéo lên đến vùng 30, ví dụ như vậy, và trả lại cung ở vùng 28, sau đó tiếp tục kéo, thì đây mới là một cái sóng dài. Đây lúc đó thì mới chính thức là xác nhận một cái sóng đi tiếp theo của Hòa Phát, và đây mới là những cái tín hiệu mà chúng ta cần chờ. Đó, cần chờ. Còn đối với thời điểm hiện tại đó là chúng ta sẽ phải chờ những cái điểm phản ứng cung cầu của Hòa Phát ở quanh vùng 28 để chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo. Nó cũng giống như cổ phiếu Hoa Sen. Đó, chúng ta bảo là Hoa Sen là đánh xổ số đúng không ạ? Hoa Sen là đánh xổ số. Thì nó cũng hoàn toàn tương tự, khi Hoa Sen đánh đến vùng 11.5 thì nó cũng đang gần như là cái vùng 28 của Hòa Phát, tương đương với vùng 28 của Hòa Phát. Đó, tương đương đến vùng 28 của Hòa Phát ở đây. Và tạo lập đánh vượt thoát cái vùng 11.5 và sau đó kéo trả lại cung. Đây chính là cái phiên kéo trả lại cung ở vùng giá 11.5. Đó, kéo trả lại cung ở vùng 11.5 và sau đó thì vùng 11.5 này tích lũy thành công không gãy thì cơ bản là đi tiếp đến vùng 14. Thì cái câu chuyện là đánh xổ số là như vậy, bởi vì là Hoa Sen cũng đã có một cái nhịp tăng khá là dài. Và khi mà vượt thoát lên đến những cái vùng này thì những cái điểm mua và những cái điểm đánh của chúng ta ở đây là chúng ta phải chấp nhận 50-50. Tức là gì? Nếu đúng là chúng ta sẽ tiếp tục giữ và tiếp tục chiến đấu thêm. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta bị sai xu thế là ngay lập tức là chúng ta bắt buộc chúng ta phải nhảy khỏi cái chiến trường này. Đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Còn kháng cự là khi mà
hoa sen vượt thoát thành công ở cái vùng 11.5 thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng ở vùng 18. Hoàn toàn có thể kỳ vọng ở vùng 18. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phân tích từng khúc. Đó, quan điểm của bây giờ chúng ta phân tích từng khúc để cho chúng ta có được những cái góc nhìn nó chủ động, và ít nhất là chúng ta có được đến đó là chúng ta nhắc nhở chúng ta phải chốt để chúng ta giữ lãi. Cái câu chuyện giữ lãi ở trên thị trường nó rất là khó. Thì trong phiên ngày hôm nay hoa sen có một cái cây nến đỏ như thế này, nhưng mà đây về bản chất, về lý thuyết đây cũng đang là những cây nến test, và những điểm test của hoa sen ở quanh vùng 12 là đẹp nhất. Quanh vùng 12 là đẹp nhất, không gãy vùng 12. Nói là chơi xổ số thì nó cũng không đúng lắm. Bởi vì chơi xổ số nếu mà chúng ta mà trượt số thì cuối ngày là chúng ta sẽ mất hết vốn, nhưng mà hoa sen mà chúng ta chơi xổ số thì chúng ta không thể mất hết vốn được. Chúng ta chấp nhận một cái mức lỗ nào đó thôi, chứ chúng ta không thể mất hết vốn được. Và hoa sen thì trong thời điểm hiện tại đó là những cái điểm test cung đẹp nhất ở khoảng vùng 12, và chúng ta sẽ chờ những điểm 12 này để chúng ta tiếp tục ra chiến đấu. NKG, NKG, NKG. NKG thì về cơ bản hiện tại là chưa có những cái động lực mạnh anh chị. Vùng 8.5 sau khi hoàn thành thì NKG tiếp tục đi ngang, và xu thế hiện tại như này thì chúng ta cũng không nên tham gia. Sẽ kéo ngang kéo ngửa đây thôi, và cũng không có những cái cơ hội để chúng ta đầu tư nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh qua một số các cái mã cổ phiếu cơ bản, và sau đó thì sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp PTB. PTB, bản thân PTB là sau khi mà PTB đã hình thành một cái vùng tăng từ vùng 30 thì Lê đang quan sát ở đây này, hiện tại là PTB đang quan sát ở khoảng vùng 50. Ở vùng 50 ở đây sẽ là những cái điểm mà dự kiến sẽ là những cái điểm mà PTB sẽ thay, gọi là bẻ pha xu thế, và PTB bắt đầu đi vào một cái sóng, có thể nói là một cái sóng dài ở đây. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì PTB hiện tại vẫn chưa bị gãy vùng 50, thanh khoản thấp, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái điểm ở quanh vùng giá 50 ở đây. Và khi nào mà PTB có một cái phiên có một cái lực cầu xác nhận trở lại khoảng tầm độ 400.000 cổ phiếu và giá tăng khoảng tầm từ 3-4% trong phiên thì chúng ta sẽ mở cái điểm mua hết, nếu như chúng ta đã có những cái điểm mua vị thế ở vùng giá 50. Bản thân cổ phiếu VEA này thì trong lịch sử tạo lập của cổ phiếu này là một cái mã cổ phiếu mà đánh cũng khá là tốt. Và cái vùng kháng cự của VEA đó là vùng 46, thì trong tuần thì VEA đã hoàn thành cái mốc 46 sau khi mà cổ phiếu này đã có những cái điểm test chỉnh kỹ thuật ở quanh vùng 41 đến khoảng vùng 43 không gãy. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta tạm đưa cái hình này ra đây cho nó dễ. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VEA thì VEA sẽ có những điểm test tích lũy lại đây, tức là chính là cái điểm 43 ở đằng trên này, chính là vùng 43, và từ những cái điểm test tích lũy này thành công thì VEA sẽ công lại ở vùng 46, vượt thoát được vùng 46 chúng ta sẽ có vùng 50, và chúng ta lần lượt chúng ta đi phân tích từng cái target tiếp theo. Cotecom, CTD, chúng ta sẽ đảo qua một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp. Ở Cotecom trong thời điểm hiện tại thì nó lình xình cái câu chuyện về cổ đông nội bộ rồi vân vân và vân vân, nhưng mà chúng ta nhìn ở trên góc độ thuần về phân tích kỹ thuật đó là Cotecom đã có một xu hướng giảm dài. Sau một xu hướng giảm dài thì cổ phiếu sẽ có một thời gian dài để cổ phiếu hình thành cái nền tích lũy. Và cái cổ phiếu Cotecom bắt đầu hình thành nền tích lũy từ khoảng từ tháng 1, đầu tháng 1 của năm 2020. Và quá trình hình thành nền tích lũy đó thì cổ phiếu sẽ đánh theo sóng hình sin, đánh lên, đánh tụt lại về nền tích lũy. Sau đó những cái đoạn lình xình này là những cái đoạn mà chúng ta phân tích nó khá là tiểu tiết, nhưng chúng ta cũng có thể thấy là từ đây nó sẽ đánh lên đến đây. Đó, đánh lên đến đây đi, cứ cho đánh lên đến đây. Và đánh lên đến đây xong thì nó lại đạp lại. Và cái câu chuyện là trong một cái quá trình hình thành một cái nền tích lũy của cổ phiếu, đúng không ạ, bẻ pha xu thế thì cổ phiếu không phải ngày 1, ngày 2 là cổ phiếu sẽ bẻ xong. Và quan điểm của Hùng thì Hùng đang nhìn nhận diện là Cotecom sẽ đi vào một cái sóng dài hơi hơn so với những cái điểm mà đánh tích lũy như này.
Đó thì cô Tế Công là trong cái phiên này là cũng nhận diện thấy là điểm mua T cộng 3, nhưng mà về mặt lý thuyết là đánh T T0, T1, T2, T3. T3 là chốt lãi được tí tẹo. Nếu mà giữ đến T4 thì lại là chốt giá hôm nay là lãi được 0.8, tức là cái điểm mua là khi đó là cô Tế Công vượt thoát vùng 66 với lực cầu ổn định. Ở trong phiên này thì ông Lê có nhận diện được T3 và khuyến nghị mọi anh em có thể bắt T3. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của cô Tế Công thì sao? Đó thì lại cái câu chuyện là gì? Đánh đây, chúng ta đánh lên đến đây đúng không ạ? Đánh lên đến đây rồi lại đánh xuống. Đó. Rồi lại đánh xuống, có thể là đánh xuống chạm nền, là đánh xuống chạm nền 60 và cứ đi ngang đi ngửa đây một thời gian như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời là chúng ta đang đánh những cái sóng ngắn, và sau những cái sóng ngắn này thì có một cái sóng dài không? Bởi vì chúng ta nhìn thấy này. Đó, cô Tế Công đó cũng đã có một cái quá trình tăng trưởng sau những cái nhịp tích lũy nền. Những cái nhịp tích lũy nền của Tế Công ở bên này là những nhịp tích lũy nền êm ả, còn những cái nhịp tích lũy nền của Tế Công ở thời điểm hiện tại là cái nhịp mà nó đánh không phải là êm ả lắm đúng không ạ? Không phải là siết chặt mà những cái nhịp đánh lên đánh xuống, và đây cũng chính là những cái dữ liệu lịch sử theo như lý thuyết của Livermore, đó là quá trình tạo nền và quá trình tạo pha xu thế của một cái mã cổ phiếu. VCS VCS đối với VCS, tuần này chưa có gì đột biến, dòng tiền cạn, điểm hỗ trợ của VCS ở vùng 60, mục tiêu thì đánh lại ở vùng 70 thôi, cũng không có gì đột biến ở đây cả, và thanh khoản tiếp tục cạn thì nó cũng gọi là chịu một cái xu thế lình xì nhí ngang của xu thế chung của toàn thị trường. Đạt Phương DPG, Đạt Phương nó cũng khá giống với cô Tích Công, và giai đoạn hiện tại những anh chị cầm Đạt Phương thì chúng ta phải kiên nhẫn, còn nếu không thì cứ chạm cái kháng cự này thì chúng ta bán đi và chạm hỗ trợ thì chúng ta mua lại vùng 22, và vùng kháng cự đây là vùng 26, 25, 26, vùng 22 đến vùng 25, 26, và Đạt Phương hiện tại thì cũng chưa có nhiều động lực, bởi vì là dòng tiền mà đang đánh thấp như thế này thì cái gọi là cái độ tăng giá của cổ phiếu nó chưa có, và đây vẫn đang là ở những cái cổ phiếu mà hình thành cái xu hướng tích lũy nền. HDG, HDG là chia cổ tức các anh chị nhé, chia cổ tức, chính vì vậy nên là nó bị tụt giá, nên là các cái phân tích trước và các phân tích sau thì nó sẽ không ăn khớp về giá với nhau. Mục tiêu đâu đó ở vùng 24 sau chia, và hiện tại thì HDG cũng đang tích lũy đi ngang tạo nền, thanh khoản thấp, như vậy là chưa rõ cái xu hướng tăng giá mạnh hiện tại chưa có, và hiện tại đang có một cái vùng 20 đến vùng 20.6, cần chờ thêm tín hiệu thôi. HDG thì hiện tại cũng chưa có những cái tín hiệu thực sự là tích cực. DXG, đất xanh. À, khúc 1 chúng ta đánh rồi, khúc 2 chúng ta bắt đầu cập nhật từ vùng 11.5, vùng 11 đến vùng 11.5 đến khoảng vùng 14. Thì cũng chúng ta cứ cho như là vùng 11.5 đi, vùng 1.5 lên vùng 14 xem nào, là 2,5 chia cho 11.5, 21%, như vậy nó là hơi cao so với quy định, và chúng ta sẽ setup lại cái cách để chúng ta tính toán một cái nhịp target. Đất xanh thì bây giờ hiện tại sẽ có những cái điểm hỗ trợ ở tại vùng 12, và sang tuần thì chúng ta sẽ quan sát tiếp đất xanh ở vùng 12, rồi trước mắt sẽ đánh chạm lại vùng 13, vượt thoát vùng 13, lúc đó chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo của đất xanh. Và bản thân thì theo như những cái phân tích mà định lượng của Lê thì đất xanh còn có đánh tiếp một khúc 2, tức là khúc 1 đánh xong rồi và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một khúc 2 của đất xanh. LDG là con của ông bố DXG. LDG thì chúng ta có một nhịp phân tích lên vùng 6.5 đây rồi. Từ vùng 6.5 này thì đang phân tích những điểm chỉ giảm kỹ thuật từ vùng 6 thì có thể đánh chạm lại vùng 8, và trên thực tế thì LDG đánh được cao nhất ở khoảng vùng 7.58, tức là đi từ vùng 6 lên 7.5, 7.5 tức là tăng được khoảng 1.500 ở trên một cổ phiếu, như vậy cũng là một cái mức tăng khá là tốt trong lúc thị trường rất là khó khăn. Và sau đó thì cổ phiếu này chỉnh giảm lại và chúng ta lại xem lại ở vùng 6.5.
vùng 6.5 này sẽ tích lũy trở lại đây và lại tiếp tục tích lũy thành công thì chúng ta lại tiếp tục có một cái vùng 7.5 đến vùng 8 ở đây đối với mã cổ phiếu LDG. Fecom, FCN, một số các anh chị cũng đang khá là quan tâm đến mã cổ phiếu Fecom. Thì bản thân Fecom đó là trong trong những cái nhịp phân tích tạo lập ở đây ở khoảng vùng 9 và lên đến vùng 11. Và khi chạm đến vùng 11 thì cổ phiếu đây vùng kháng cự thì thường là cổ phiếu sẽ có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật lại. Fecom sẽ chỉnh giảm lại đẹp nhất đó là tích lũy tại ở vùng 10. Và từ vùng 10 này thì cổ phiếu lực cầu quay trở lại ổn định. Từ vùng 10 thì chúng ta tiếp tục có một cái nhịp đánh tiếp theo, đó là đánh về vùng 11 và vượt thoát được vùng 11 hay không. Thì cần chờ thêm tín hiệu kỹ thuật chung của toàn thị trường, nó phụ thuộc vào thị trường chung nữa. Và về đến vùng 13. Vùng 13 thì là cũng vùng phân tích cuối cùng của SCN ở trong cái nhịp mà cùng lấy phân tích đối với mã cổ phiếu SCN. Xây lắp. Có một mã cổ phiếu LGL. Có một mã cổ phiếu LGL. LGL thì đây chúng ta cũng có thể nhìn lại là cái cách đi của cổ phiếu trong cái lịch sử tạo lập của nó cũng khá là ok. Trong thời điểm hiện tại là LDG đã có hình thành ở đây một cái nền, ở đây lồng lên nhận thấy ở cái nền 5, và sau đó thì chúng ta phân tích từ nền 5 này lên đến nền 7. Lên đến nền 7 và đâu đó lên được đến nền nền 6 rồi, tức là đi được một nửa đường. Đi được 50% đường thì cổ phiếu này đang có những cái nhịp chỉnh giảm về mặt kỹ thuật quay trở lại. Và những cái điểm giảm kỹ thuật này thì đẹp nhất đó là ở khoảng vùng 5.5 tích lũy trở lại, vôn cạn. Và sau khi mà tích lũy ở vùng 5.5 thêm 1 đến 2 phiên nữa thì tiếp tục đánh lại, và cái mục tiêu của chúng ta đó là cổ phiếu sẽ tiếp tục quay trở lại kênh xu thế, và chúng ta sẽ tính 8% từ vùng 5.5 để chúng ta đưa ra cái target 1 của LGL. Ok, bản tin của chúng ta bây giờ đã là 1 tiếng 20 phút rồi, nó cũng tương đối là dài rồi. Bây giờ còn nhóm nhóm công nghệ xong rồi, ta sẽ nói thêm một vài mã cổ phiếu cao su rất là quan trọng này. DRC, DRC thì bây giờ là tích lũy đi ngang chưa có gì. PHR, PHR đó là vùng hỗ trợ, đây là vùng 48. Vẫn một mục tiêu là PHR từ vùng 48 đánh lại vùng 55, thì trên cái con đường đi đó thì đi chưa đến được 55 thì chỉnh giảm kỹ thuật trở lại và có thể hình thành những cái nhịp tăng giảm ở đây. Những cái nhịp tăng giảm đây và đây, và tiếp tục hình thành ở đây thì PHR thì hôm nay đánh giá vẫn là đang ok trên một kênh xu thế, và cái điểm hỗ trợ ở đây có thể tính toán được ở khoảng vùng 50. Ok. Ship. Ship ngày hôm nay thì hôm nay nhận diện thấy là khả năng ship đã hoàn thành cái chu trình giảm giá ở đây. Giảm giá ở đây, và cái vùng ở đây là khoảng vùng 82.5 là cái vùng hỗ trợ, và chúng ta hoàn toàn có thể canh ship ở khoảng vùng 80, biên trên maximum ở vùng 85 ở trong cái nhịp đánh này. 83 đến vùng 85, đây là vùng mà chúng ta có thể canh mua vị thế, và mục tiêu thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta sẽ xây từng cái target một, đầu tiên sẽ là 8% từ vùng 85. Ok. Thêm mã một số các cái mã cổ phiếu của ngành dệt may TCM. Ở TCM thì cơ bản là vẫn đang tích lũy, chưa có gì đột biến cả. Vùng hỗ trợ vùng 19 đến vùng 20.5. Dòng tiền tiếp tục cạn, xu hướng chung của GIL. Gần như xu hướng chung của tất cả các mã cổ phiếu đó là cạn thanh khoản. GIL chúng ta tiếp tục quan sát ở vùng giá 18, và vùng này cũng là vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Rồi, VHC. VHC cũng chưa có gì đột biến. Kháng cự 40. Target 40 hoàn thành xong thì sau đó thì chúng ta dò tìm lại vùng 35, và hiện tại đang đi ngang ở vùng 35 đến vùng 40. MPC
tiếp tục cạn vol và MPC thì có một cái vùng hỗ trợ đây, vùng 26, mục tiêu từ vùng 26 sẽ chạm lại vùng 30, chính là cái target đã hoàn thành của cổ phiếu ở trước đây. ACL là đây, hỗ trợ ở đây vùng 22.5 đến vùng 23, cạn vol và tín hiệu MACD đang mở rộng đi xuống như này thì cổ phiếu đang có xu hướng tích lũy nền và thiên về cái xu hướng giảm giá. Cổ phiếu tích lũy được ở vùng 22.5 thì cái cơ hội vượt thoát đi lên, còn nếu mà gãy vùng 22.5 thì như vậy là cổ phiếu sẽ có xu hướng bị đánh xuống ở cái vùng tích lũy thấp hơn ở đây là có thể vùng 20. FMC, cổ phiếu gọi là cổ phiếu bắt cá ở trên bờ đây, xem cá ở trên bờ như nào đây. Hiện tại thì vùng 20, vùng nào nhỉ, vùng 28, vùng 28 cũng được xác định là cái vùng gọi là vùng cá ở trên bờ. Sau những cái điểm đánh lên vùng 32 và đang có những cái phiên tỏi tụt như thế này thì về cơ bản là chúng ta lại cá lên bờ rồi, nhưng cá sẽ nhảy lại về bờ. Đó, cá nhảy lại về bờ và có thể là sẽ nhảy tung tăng ở đây một vài nhịp nữa quanh vùng 28 đến vùng 32. Sẽ có những cái điểm chỉnh lại như này rồi tiếp tục có một cái kênh xu thế ở đây. Trường hợp ngược lại, nếu như FMC mà bị gãy vùng 28, tức là gì? Gãy vùng 28 có nghĩa là cái vùng phân tích định lượng của chúng ta ở chỗ này bị sai. Chúng ta tạm thời là chúng ta sẽ phải cắt lỗ các cái mã cổ phiếu. Ok, còn những mã cổ phiếu nào, những nhóm ngành nào mà chúng ta chưa phân tích thì các anh chị có thể comment ở dưới các cái bản tin hàng tuần, chúng ta có comment thì chúng ta sẽ comment ở dưới, Hùng Lê sẽ thu xếp để trả lời các cái câu hỏi của các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại về 5 phút cuối của bản tin để chúng ta định lượng về mặt xu hướng của thị trường. Hiện tại chỉ số Dow Jones sau một cái nhịp ở đây, đó là cái nhịp mà chúng ta dò tìm cái vùng giá mục tiêu vùng hỗ trợ 24.800 điểm thì Dow Jones có một nhịp tăng lên. Và hiện tại thì đang có một cái biên ở quanh vùng 24.8 đến vùng 26.000 điểm. Chỉ số Dow Jones Future đang đi ngang, chưa có những cái động lực tăng giá. Còn với các cái chỉ số chứng khoán của châu Á thì cũng đang thấy khá là tích cực, đặc biệt là chỉ số Shanghai, rồi chỉ số Nikkei 225, còn chỉ số Hang Seng thì cũng đang lấp lại gap. Đấy, những cái điểm như này đó là lấp lại một cái gap tăng ở trước này thì nó hoàn toàn nó khá là ok. Chúng ta sẽ đi về phân tích chi tiết về chỉ số VN Index của chúng ta. Thì chúng ta vừa view lại tất cả các cái nhóm ngành của toàn bộ thị trường thì chúng ta đều nhận diện thấy một cái đặc điểm chung nhất, đó là gì? Thứ nhất đó là tín hiệu MACD thì nó đang ở trong một cái pha xu thế thiên về kịch bản giảm giá. Thứ hai đó là thanh khoản cạn kiệt trên toàn bộ thị trường. Các mã cổ phiếu gần như không còn vốn, nó không còn vốn. Và cái ý thứ ba đó là tâm lý của nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại thì qua 2 tuần, chúng ta có thể nói là qua 2 tuần thị trường đi ngang lình xình và gần như không có những cái động lực tăng giá. Chính vì vậy nên là tâm lý của nhà đầu tư rất là bi quan và rất là chán nản. Đến tại thời điểm hiện tại là gần như là chán nản. Thì cái câu chuyện đó nó cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì khi mà đầu tư thị trường chứng khoán thì chúng ta chỉ lãi thì chúng ta mới vui, còn khi mà chúng ta bị lỗ hoặc thị trường đi ngang lình xình đi ngang thì chúng ta sẽ rơi vào một cái trạng thái tâm lý đó là hơi buồn một tí. Tuy nhiên khi mà chúng ta bước vào thị trường chứng khoán thì Hùng Lê đã chia sẻ rồi, có sóng giảm thì sẽ có sóng lên, và đây là một cái sóng giảm của thị trường và đây là một cái sóng lên của thị trường. Chỉ có điều chúng ta thoát sóng như thế nào thì chúng ta sẽ thoát sóng khi mà thị trường hết sóng. Còn đối với thời điểm hiện tại, Hùng Lê vẫn chưa nhìn thấy thị trường hết sóng. Ở đây, khi VN Index chạm về vùng 800 điểm và sau đó thì VN Index đổ về vùng 750 điểm và VN Index có 2 tuần để tích lũy đi ngang trước khi có những cái tín hiệu xác nhận trở lại và vượt thoát lại vùng 800 điểm ở đây. Thì hiện tại là VN Index chúng ta có 2 tuần rồi, và kết tuần phiên ngày hôm nay thì cái biên tích lũy chúng ta vẫn chưa bị phá vỡ, đó là biên 840 đến 860, biên 860, 4560 và biên trung bình của VN Index ở vùng 850 điểm. Ok, như vậy là khi VN Index ở trong cái biên này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, và cũng có thể là thị trường sẽ tiếp tục sideways một tuần nữa, và sau cái sideways này thì sẽ có những cái tín hiệu phát đi.
đó là tín hiệu để chúng ta tiếp tục ở lại thị trường hay là chúng ta bắt buộc chúng ta phải thoát thị trường. Đó, thì ở lại thị trường khi mà chỉ số này vẫn tiếp tục tích lũy thành công ở trong cái biên hẹp 840, 860 và VN Index túc tắc đi lên. Nhưng ngược lại, VN Index của chúng ta có một phiên đạp khoảng khoảng đây, đó là khoảng tầm trên 400 triệu cổ phiếu và thậm chí là 350 triệu cổ phiếu, và VN Index bị gãy mất cái vùng 840 với một cái biên độ gãy mạnh, thì đấy là cái phiên mà xác nhận rằng là tạm thời chúng ta phải hạ thị trọng cổ phiếu, tạm thời chúng ta phải rời thị trường và tạm thời chúng ta phải có những cái setup lại về cơ cấu lại danh mục để chúng ta chờ đợi một cái sóng sau, và như vậy là thị trường hết sóng. Đó, đó, chúng ta phải lưu ý như vậy. Đối với chỉ số VN30 kết tuần vẫn chưa có gì được gọi là tiêu cực. Bởi vì sao? Bởi vì cái biên mà hỗ trợ của chỉ số này đó là 785 đến vùng 800 điểm vẫn tiếp tục được giữ ở trong cái biên này. Và biên trung bình của chỉ số này là 793 điểm và kết tuần ở đâu đó 795 điểm. Thanh khoản của VN30 tiếp tục rơi ở mức thấp, điều này đây cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực của thị trường, và có thể thị trường tiếp tục đi ngang, và càng đi ngang với cái lượng vol càng thấp để cho cái đường trung bình 21 phiên của volume này bắt đầu kéo xuống, và sau một cái giai đoạn kéo xuống thì bắt đầu thị trường hồi phục trở lại thì bắt đầu lại có những cái tín hiệu mà đánh lên ở đây. Đó. Đó, thì về mặt lý thuyết là chúng ta buồn nhưng chúng ta chưa đến mức phải bi quan và chưa đến mức phải chia tay thị trường, bởi vì tất cả những cái chỉ báo này nó vẫn đang nằm ở trong cái biên tích lũy của chúng ta. Đối với chỉ số VN30S1M thì đó là chỉ số của phái sinh ở trong tháng, thì chúng ta biết rằng là phái sinh và cơ sở nó có một cái sự liên hệ rất là mật thiết với nhau, và bản thân phái sinh thì nó phải phân tích ở trong phiên, đó là trên biểu đồ 5 phút, đó trên biểu đồ 5 phút, còn đây là biểu đồ ngày. Thì trên biểu đồ ngày thì chúng ta nhìn ở một cái góc độ đó là trend dài, đó, đúng không ạ? Vậy thì trend dài của phái sinh ở đây đó là vùng hỗ trợ trên là 780 và vùng hỗ trợ dưới là 765 điểm. Thì khi mà phái sinh đi về cái vùng này thì khả năng những cái điểm đánh long sọt, tức là long ngang sọt xuống, đó, long ngang sọt xuống nó sẽ tiếp diễn. Những cái điểm long sọt nó sẽ ở trong phiên, đó. Còn khi mà phái sinh bị gãy chen thì nó cũng gần giống như là thị trường bị gãy chen. Đây chính là phái sinh chuyển sang một cái trend gọi là trend sọt dài. Đó, thì khi này thì chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải chia tay thị trường, và chúng ta những anh chị mà đánh phái sinh thì chúng ta tập trung để chúng ta đánh phái sinh, còn không mà chúng ta cứ bám trụ lại khi mà phái sinh bị một cái trend sọt dài như thế này mà chúng ta trụ lại thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Và đây là một trend long dài của phái sinh. Đó, vậy thì phái sinh ở trong thời điểm hiện tại thì Hùng Lê cũng đánh giá nó đang ở một cái góc độ là sideways, có những điểm long lên và có những điểm sọt xuống, và cái điểm hỗ trợ của cái chỉ số này đó là ở biên hỗ trợ rất mạnh ở 765 đến 780 điểm, và kháng cự như vậy là vô hình dung ở đây, kháng cự này là ở vùng 800 điểm. Và trong tuần thì chúng ta liên tục chúng ta có những cái phiên phân tích về phái sinh long sọt ở vùng 800 điểm các anh chị, nhiều lắm. PS gần như là 7 ngày bắt đầu từ đây, đó, phái sinh này có thể chọt lại này, phái sinh phản ứng này, vùng kháng cự 806 này, đó. Và trong một phiên thì chúng ta liên tục phân tích những cái mã cổ phiếu, nói chung là phân tích các cái xu hướng đó, hoặc là ví dụ như trong ngày hôm nay đúng không, thì phái sinh ngay đầu phiên là đảo long, đây là ngày hôm qua, đó, tạo gap này, phái sinh ATO tạo gap này thì sẽ lấp gap trở lại này, lấp gap ở vùng 783, đó, thì chúng ta là phái sinh thì chúng ta phải phân tích ở những cái điểm ở trong phiên. Rồi, ok, như vậy là bản tin tuần này của chúng ta kết thúc, và chúng ta còn 2 ngày của tháng 6 và bắt đầu sang một cái tháng 7.
Thì với cái quan điểm của Hùng Lê đó là gì? Chúng ta đã tham gia thị trường chứng khoán thì chúng ta cần rèn luyện một cái bản lĩnh về mặt tâm lý. Thị trường tăng, cổ phiếu tăng kịch trần thì chúng ta cũng phải đón nhận với một cái tâm thế vị thế như là khi cổ phiếu bị giảm giá. Và cái điều quan trọng nhất khi chúng ta tham gia thị trường chứng khoán, tất cả những anh chị em của chúng ta đã tham gia rồi, chúng ta đã trải qua những cơn bão, những cơn sóng thần và những cái cảm giác đó là buổi tối về chúng ta không buồn ăn cơm. Và rồi sau đó rồi lại có những cái gọi là có những cái con sóng mới tiếp tục đi lên và chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với thị trường. Thì đấy là cái câu chuyện rất là bình thường ở trên thị trường chứng khoán. Chúng ta trong cái thời điểm hiện tại thì cũng nên biết rằng là cái sự bi quan, cái sự buồn chán, cái sự chán nản của nhà đầu tư nó hiện hữu ở trên tất cả các cái mặt trận về 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 cơ sở. Đó và cái sự chán nản đó nó thể hiện qua cái kết quả của thị trường, đó là thanh khoản tiếp tục ở mức thấp và thanh khoản các mã cổ phiếu cũng gần như là cạn kiệt đó. Và đó là cái điểm tích cực nhất của thị trường ở thời điểm hiện tại để giúp cho chúng ta kỳ vọng có một sau cái bình nguyên của VN Index ở vùng 840 860 thì sẽ là một cái chân trời mới, đó là cái kỳ vọng của Hùng Lê. Còn cái câu chuyện là chân trời hay vực thẳm, đây là chân trời là đi lên hay vực thẳm, chúng ta phải chia tay tạm rời xa thị trường trong khi mà thị trường bước vào một cái đao chen đó, thì câu chuyện đó chúng ta sẽ tiếp tục ở trong những cái bản tin tiếp theo. Và tất cả những chiến binh trên từng con sóng của chúng ta hãy vui lên, chúng ta sẽ ăn uống nhiều lên, khỏe lên, tập thể dục hàng ngày tốt lên để chúng ta luôn luôn có trong một con người luôn luôn là chúng ta ở trong một cái trạng thái tâm lý cân bằng và luôn luôn trong một cái trạng thái để tốt nhất để chúng ta chiến đấu với thị trường chứng khoán, chiến đấu với những con cá mập ở trên thị trường và đồng hành cùng với Hùng Lê trên chặng đường đầu tư. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản tin tiếp theo của thị trường.